Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 143. Dương Bách Xuyên híp mắt, không nói gì, trong lòng thầm nghĩ cứ quan sát trước rồi tính sau, chỉ mong là hắn nghĩ nhiều. Nếu tộc thần Phượng thật sự gây khó dễ cho hắn, thì đừng trách hắn ác. Mặc dù thần Phượng bà là cao thủ cấp bậc lục truyền, còn hắn chỉ là phi thăng cảnh đại viên mãn, nhưng hắn không sợ chút nào. Bởi vì hắn có tiểu Phượng Hoàng bên cạnh, hiện tại Phượng Hoàng thần hỏa của tiểu Phượng Hoàng đã đủ thiêu cháy đe dọa cấp bậc lục truyền. Còn nữa, Phong Tiên cũng đang ở tiểu yêu giới, có tầng quan hệ với Phong Tiên thì thần Phượng bà không dám làm bừa. Chủ yếu là xem kế tiếp thần Phượng bà muốn làm gì. Nhìn tình hình, rõ ràng là các cao thủ của tộc thần Phượng không phải đến xem hắn xuất quan. Hơn nữa ánh mắt âm u của thần Phượng bà mang đến cho hắn dự cảm không lành. Lúc này, hai tỷ muội Mai Tỷ và Mai Thi Dĩnh đang thì thầm kể lại cảnh ngộ của mình. Thoáng cái cao thủ của tộc thần Phượng đã đến bên cạnh bọn họ. Dương Bách Xuyên liếc nhìn, những cao thủ này của tộc thần Phượng hữu ý vô tình bao vây bọn họ. Tất cả chỉ đứng đó, không nói gì. Thần Phượng bà bước từng bước đi tới. Dương Bách Xuyên cố ý đứng chắn trước tỷ muội Mai ra. Tiếp theo, quả nhiên thần Phượng bà lên tiếng. Bà ta mỉm cười nhìn Dương Bách Xuyên, chẳng hay Dương Thánh Chủ có thể cho lão thân xem bảo vật khác mà ngươi và Điện Hạ lấy được trong động thứ ba hay không? Dương Bách Xuyên cũng nở nụ cười, tiền bối muốn xem bảo vật gì? Bảo vật chân chính là hộp báu, ta và Tiểu Phượng Hoàng vẫn chưa xem, hay là tiền bối cũng ta cho ta xem nhé? Mặc dù tên họ Dương nào đó nở nụ cười, nhưng lại đá quả bóng trở lại, giọng điệu lạnh lùng. Bởi vì hắn biết thần Phượng bà không tin lời mình, cho rằng ở động thứ ba còn có bảo vật khác. Ha ha, Dương Thánh Chủ nói đùa, bảo vật chân chính đều đang ở trong tay Dương Thánh Chủ. Đó là đồ của tộc thần Phượng, đó là chúng ta, yêu cầu của lão thân không quá đáng chứ. Và lại ta cũng chỉ muốn xem mà thôi, dù sao Dương Thánh Chủ cũng đang ở trên địa bàn của tộc thần Phượng ta, ngay cả chút yêu cầu nho nhỏ này mà ngươi cũng không đáp ứng lão thân sao. Thần Phượng bà nheo mắt nói. Dương Bách Xuyên còn chưa nói gì, tiểu Phượng Hoàng đã nổi đóa, bà già này thật vô lý, ca ca có ý tốt, đã trả lại bảo vật ngươi cần cho tộc thần Phượng các ngươi, vậy mà ngươi lại vô lễ như vậy. Ngươi là cái thá gì mà dám uy hiếp ca ca của ta? Địa bàn của tộc thần Phượng các ngươi thì sao nào? Nói trắng ra tộc các ngươi cũng chỉ là người hầu của tộc Phượng Hoàng ta mà thôi, muốn tạo phản hả? Tiểu Phượng Hoàng lên tiếng khiến bầu không khí trở nên căng thẳng. Mai Thi Dĩnh và Mai Tỷ cũng nhận thấy bất thường. Mai Thi Dĩnh biết tâm tư của thần Phượng bà, chưa biết chừng bà ta sẽ ra tay. Nàng vội vàng lên tiếng, bà, ta hiểu rõ Dương đại ca. Hắn nói không còn bảo vật khác thì chắc chắn là không có, xin bà đừng giận. Mai Thi Dĩnh không biết tu vi hiện tại của Dương Bách Xuyên, nhưng nàng biết rõ thực lực tu vi của thần Phượng bà. Trong mắt Mai Thi Dĩnh, thần Phượng bà là nhân vật có tu vi thông huyền, nàng rất sợ bà ta gây sự với Dương Bách Xuyên. Nếu thần Phượng bà ra tay, đến lúc đó tỷ tỷ và Dương Bách Xuyên sẽ chịu thiệt. Bốp! Âm thanh lanh lảnh vang lên. Á! Mai Thi Dĩnh bị thần Phượng bà tát một bạt tai, trên gương mặt trắng nõn xuất hiện dấu năm ngón tay rõ ràng. Mai Thi Dĩnh hét lên, bị thần Phượng bà đánh ngã ra đất, khóe môi rỉ máu. Muội muội, Mai Tỷ giận dữ nhưng không ra tay mà chạy đến đỡ Mai Thi Dĩnh, nàng không ra tay bởi vì nàng biết có Dương Bách Xuyên ở đây ắt sẽ đòi lại công bằng cho muội muội. Dương Bách Xuyên lập tức tỏa ra sát khí, hắn không ngờ bà già chết tiệt thần Phượng bà lại đánh Mai Thi Dĩnh. Lúc này, thần Phượng bà lạnh lùng quát Mai Thi Dĩnh, đồ vô ơn nhà ngươi, khi xưa lão thân tìm được ngươi ở tu chân giới, đưa ngươi tới tộc thần Phượng, không thì ngươi đã tan thành mây khói ở tu chân giới từ lâu rồi. Là lão thân và tộc thần Phượng ban cho ngươi địa vị thánh nữ của tộc thần Phượng, cho ngươi tiến vào thánh địa của tộc thần Phượng tu luyện, giúp ngươi có tu vi tương đương đại thừa như bây giờ. Nhưng ngươi thì sao? Ngươi lại đi giúp đỡ người ngoài, ngươi có biết trong nhà có trộm? Lấy mất bảo vật quan trọng nhất của tộc thần Phượng chúng ta không hả? Ngươi đã không giúp chúng ta lấy lại đồ thì thôi, đằng này còn mặt mũi nói giúp hắn. Hôm nay lão thân sẽ hủy bỏ chức vị thánh nữ tộc thần Phượng của ngươi, phế bỏ tất cả những gì đã ban cho ngươi. Trong lúc nói chuyện, quả nhiên thần Phượng bà đột nhiên tấn công Mai Thi Dĩnh, dáng vẻ muốn phế bỏ tu vi của Mai Thi Dĩnh. Rốt cuộc Dương Bách Xuyên cũng ra tay. Kiếm đầu long trong tay. Hắn dốc toàn sức lực chém thần Phượng bà. Trong tiếng ầm vang, hai người giao đấu làm phát ra tiếng nổ mạnh.
Dương Bách Xuyên lùi về sau 7-8 mét. Còn thần Phượng bà thì vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhưng ánh mắt nhìn Dương Bách Xuyên tràn đầy chấn động. Bà ta không ngờ một tu sĩ phi thăng cảnh tép siêu như Dương Bách Xuyên lại có sức mạnh như vậy, đụng độ với bà ta một kích mà chỉ lùi về sau 10 mét, thoạt nhìn không bị thương. Nếu đổi thành bất kỳ phi thăng cảnh nào, cho dù đối phương có cấp bậc đại viên mãn cũng bị một trưởng của bà ta đánh chết. Bởi vì bà ta là tồn tại tương đương tán tiên lục chuyển, phi thăng cảnh còn khuya mới sánh bằng. Nhưng Dương Bách Xuyên lại có thể đối đầu với bà ta một kích mà vẫn bình yên vô sự. Thần Phượng bà muốn giết Mai Thi Dĩnh để đe dọa Dương Bách Xuyên, ép Dương Bách Xuyên giao ra bảo vật mà hắn lấy được từ tộc thần Phượng. Bà ta tin chắc Dương Bách Xuyên đã lấy đi bảo vật quan trọng của tộc thần Phượng. Nếu không phải e ngại phong tiên thì thần Phượng bà đã thẳng tay giết chết Dương Bách Xuyên rồi. Mặc dù Mai Thi Dĩnh là người được thần Phượng bà bồi dưỡng trọng điểm, nhưng bà ta cho rằng Mai Thi Dĩnh chẳng là gì so với bảo vật ở động thứ ba. Bởi vì bà ta đã có được ngọc giản truyền thừa, có Mai Thi Dĩnh hay không chẳng còn quan trọng, không thể so với bảo vật ở động thứ ba. Nhưng bây giờ Mai Thi Dĩnh lại cùng với Dương Bách Xuyên trực tiếp đối đầu với bà ta. Thần Phượng bà híp mắt nhìn chằm chằm Dương Bách Xuyên, nhanh chóng động não, đánh giá cái lợi cái hại. Dương Bách Xuyên và Phong Tiên có quan hệ tốt khiến bà ta e ngại, nhưng bà ta nghĩ rằng Phong Tiên muốn tiên phủ cửu vĩ, cần sự giúp đỡ của bà ta. Dương Bách Xuyên chỉ là một tu sĩ phi thăng cảnh tép diêu, sao có thể so với cao thủ cấp bậc lục chuyển như bà ta chứ? Vì vậy thần Phượng bà nghĩ rằng hôm nay cho dù mình giết Dương Bách Xuyên cũng không sao, cùng lắm cũng chỉ bị Phong Tiên trách cứ mà thôi. Chỉ cần Phong Tiên muốn tiến vào tiên phủ cửu vĩ thì nhất định phải mượn sự giúp đỡ của tộc thần Phượng. Phong Tiên sẽ không xích mích với một cao thủ lục chuyển như bà ta chỉ vì Dương Bách Xuyên một tên tu sĩ phi thăng cảnh tép diêu. Nghĩ tới đây, thần Phượng bà tỏa ra sát khí, lạnh lùng nói, Dương Thánh chủ có ý gì? Lão thân dạy dỗ hậu bối tộc ta thì liên quan gì đến ngươi? Nghe thấy câu nói vô liêm sỉ này của thần Phượng bà, Dương Bách Xuyên bạt cười. Bà già chết tiệt này biết rõ hắn quen biết Mai Thi Dĩnh nhưng vẫn nói như vậy. Hơn nữa, hắn cũng cảm nhận được sát ý của bà già này, biết là bà ta muốn trở mặt. Nhưng đối với hắn mà nói, như vậy cũng vừa hay. Dương Bách Xuyên cười ha hả, bà già chết tiệt, cuối cùng cũng trở mặt rồi ư. Biết vậy thì ta đã chẳng đưa hộp báu cho ngươi. CMN ta đã nói là ngoài hộp báu và Phượng Hoàng hỏa diễm, lông Phượng Hoàng mà tiểu Phượng Hoàng lấy được ra thì không còn gì khác. Vậy mà ngươi vẫn chưa hết hy vọng. Vì một suy đoán không chắc chắn mà ngươi muốn giết Dĩnh Nhi, ngươi. Đúng là bà già chết tiệt. Bây giờ tiểu gia ta nói cho ngươi biết, hôm nay ta sẽ giết ngươi. Đừng tưởng rằng tu vi tương đương tán tiên lục chuyển là vô địch thiên hạ, ta muốn giết ngươi không khó. Ta còn nói cho ngươi biết Mai Thi Dĩnh là người thân của tiểu gia ta, tỷ tỷ của nàng là thê tử của Dương Bách Xuyên ta. Ngươi nói xem tiểu gia có xen vào chuyện của người khác không? Dương Bách Xuyên nổi giận, nhìn chằm chằm vào thần Phượng bà với ánh mắt như dao. Sau đó, thần Phượng bà cười to, nhưng lại cất giọng âm u nói khẽ, ha ha ha. Thằng nhãi Dương Bách Xuyên, ngươi giết ta á? Thần Phượng bà hỏi, như thể nghe thấy chuyện gì buồn cười lắm. Bà ta thoáng dừng lại giây lát rồi lạnh lùng nói, một phi thăng cảnh đại viên mãn tép siêu mà thôi, đừng tưởng mình mạnh. Trước mặt lão thân, ngươi chẳng khác gì con kiến cả. Nếu ngươi nghĩ rằng ngươi quen biết Phong Tiên nên lão thân không dám giết ngươi, vậy thì ngươi lầm to rồi. Nói thật cho ngươi biết, Phong Tiên đã mời lão thân đi tiên phủ, nếu không có cao thủ đồng hành thì Phong Tiên cũng không nắm chắc. Ngươi chỉ là phi thăng cảnh mà thôi, ngươi cảm thấy Phong Tiên sẽ trở mặt với lão thân vì ngươi sao? Thật nực cười. Dương Bách Xuyên nhìn thần Phượng bà nói chuyện, đột nhiên nở nụ cười. Sau đó hắn cười sằng sặc, cửu nhi tỷ tỷ nghe chưa? Nghe thấy rồi thì ra đi. Ha ha, đệ đúng là tặc tinh. Dứt lời Phong Tiên cũng xuất hiện, giống như đi ra từ không khí. Dương Bách Xuyên đã phát hiện ra Phong Tiên ẩn mình ở đây từ lâu rồi, tất nhiên không phải tự hắn phát hiện, mà là sư phụ Vân Thiên Tả phát hiện ra sự tồn tại của Phong Tiên. Với tu vi hiện tại của Dương Bách Xuyên, hắn chưa thể phát hiện ra yêu tiên chân chính như Phong Tiên đang ẩn mình. Nhưng sư phụ Vân Thiên Tả thì khác. Cho dù tu vi của Phong Tiên cao đến mấy thì ông cũng có thể phát hiện ra. Vì vậy, sau khi Dương Bách Xuyên nghe thấy thần Phượng bà muốn trở mặt, hắn lập tức cười sằng sặc nói với không khí gọi cửu nhi tỷ tỷ lộ diện. Một giây sau, Phong Tiên xuất hiện. Lúc này sắc mặt của thần Phượng bà trở nên khó coi, bởi vì bà ta nhận thấy có gì đó bất thường.
Phong Tiên vừa xuất hiện đã nói chuyện với Dương Bách Xuyên, nghe chừng quan hệ thân thiết lạ thường. Hiện tại thần Phượng bà không đoán được suy nghĩ của Phong Tiên. Nhưng nghĩ tới sự chênh lệch tu vi giữa mình và Dương Bách Xuyên, bà ta lại yên tâm hơn nhiều. Đến bây giờ bà ta vẫn cho rằng Phong Tiên sẽ không vì Dương Bách Xuyên mà trở mặt với mình. Cho nên thần Phượng bà tươi cười đi đến chào hỏi Phong Tiên, bái kiến Phong Tiên tiền bối. Phong Tiên tươi cười chào hỏi Dương Bách Xuyên, nhưng khi quay sang nhìn thần Phượng bà lại xa sầm sắc mặt, Phượng Thu Huyền, người muốn giết Xuyên đệ đệ của ta phải không? Câu này vừa được thốt ra, mặt thần Phượng bà lập tức biến sắc, bà ta nào còn không rõ thái độ của Phong Tiên. Rõ ràng là giữa bà ta và Dương Bách Xuyên, Phong Tiên lựa chọn Dương Bách Xuyên. Bà ta đã đánh giá thấp sức nặng của Dương Bách Xuyên trong lòng Phong Tiên. Không ngờ Phong Tiên lại bênh vực Dương Bách Xuyên như vậy, chuyện này làm cho thần Phượng bà nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Bà ta ấp úng nói, không phải, ta. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hừ, người to gan thật đấy, hôm nay ta sẽ giết ngươi trước. Lúc này Phong Tiên đã hoàn toàn thay đổi, nàng ta biết rõ Dương Bách Xuyên có tiềm lực thế nào. Đừng nói là một thần Phượng bà, cho dù 10 thần Phượng bà cũng không sánh bằng. Hơn nữa, giữa nàng ta và Dương Bách Xuyên có quan hệ không đơn giản. Chưa kể Dương Bách Xuyên từng cứu mạng nàng ta ở chỗ Lam Tâm Tiên Vương, chỉ riêng việc Dương Bách Xuyên nhận được truyền thừa thần hồn của Lam Tâm Tiên Vương cũng đủ để móc nối quan hệ với Lam Tâm Tiên Vương rồi. Không ai hiểu rõ Lam Tâm Tiên Vương hơn nàng ta, mặc dù thời gian trôi qua đã rất lâu, còn xảy ra đại chiến tiên ma. Không chắc Lam Tâm Tiên Vương có còn sống không, nhưng Phong Tiên biết Lam Tâm Tiên Vương có gia thế khá vững chắc ở tiên giới. Dương Bách Xuyên được xem là đệ tử truyền thừa của Lam Tâm Tiên Vương, tất nhiên loại truyền thừa này chỉ ở bên lề, nhưng thế thì sao chứ, chỉ cần sau này Dương Bách Xuyên tới tiên giới, thế lực của Lam Tâm Tiên Vương nhất định sẽ công nhận hắn. Vì vậy Phong Tiên không hề do dự lựa chọn tiêu diệt thần Phượng bà, chứ không đắc tội Dương Bách Xuyên. Còn nữa, trong hành trình đến tiên phủ cửu vĩ kế tiếp, Phong Tiên muốn mượn sức tiểu Phượng Hoàng chứ không phải thần Phượng bà, lôi kéo thần Phượng bà chẳng qua là để có thêm người chia sẻ áp lực với nàng ta mà thôi. Thật ra đối với Phong Tiên mà nói, có thần Phượng bà hay không đều được, chỉ cần có tiểu Phượng Hoàng bên cạnh thì mọi chuyện dễ bàn. Trong tình huống này, tất nhiên nàng ta sẽ chọn Dương Bách Xuyên. Nhưng câu nói của Phong Tiên lại khiến thần Phượng bà ngây ra như phỗng. Điều quan trọng là Phong Tiên là kiểu người nói sao làm vậy. Nói xong nàng ta lập tức xông về phía thần Phượng bà. Tuy nhiên, lúc này Dương Bách Xuyên lên tiếng, khoan đã cửu nhi tỷ tỷ. Nghe thấy Dương Bách Xuyên nói chuyện, Phong Tiên dừng lại nhìn hắn. Ngươi cứ chờ đấy, để ta ra tay. Phong Tiên trắng trợn nói ra trước mặt mọi người. Khiến sắc mặt của thần Phượng bà đen như đáy nồi. Dương Bách Xuyên nhìn Phong Tiên, mỉm cười đáp, giết gà không cần dao mổ trâu, cửu nhi tỷ tỷ đứng xem là được. Bà ta đã trở mặt gây sự với Dương Bách Xuyên ta, thì hãy để ta tự giải quyết. Dương Bách Xuyên từ chối ý tốt của Phong Tiên. Bởi vì hắn có thực lực giải quyết. Đồng thời hắn cũng muốn nói với Phong Tiên rằng, tỷ ủng hộ ta là quyết định đúng đắn. Ta sẽ dùng thực lực chứng minh cho tỷ thấy. Phong Tiên nhìn Dương Bách Xuyên, trong mắt đong đầy lo lắng, ý nói người có làm được không? Ngay sau đó, Phong Tiên nhìn thấy vẻ thản nhiên và tự tin trong mắt Dương Bách Xuyên. Cuối cùng nàng ta nuốt lại lời muốn nói, thầm nghĩ nếu Dương Bách Xuyên không địch lại thì mình sẽ ra tay, tóm lại là không thể để cho Dương Bách Xuyên chịu thiệt. Thật ra khi Dương Bách Xuyên nói để hắn tự đối phó với thần Phượng bà, Phong Tiên không tin tưởng lắm, bởi vì thực lực của hai người chênh lệch quá nhiều. Dương Bách Xuyên là phi thăng cảnh, trong khi thần Phượng bà là cao thủ cấp bậc lục chuyển. Điều quan trọng là nơi này là tiểu yêu giới, là sao huyệt của tộc thần Phượng bà đang ở trên địa bàn của mình. Ở đây thực lực tu vi vượt trên tam chuyển không bị áp chế dưới thiên đạo, cho nên tại tiểu yêu giới thần Phượng bà có thể phát huy toàn bộ thực lực lục chuyển. Còn Dương Bách Xuyên chỉ là một người tu chân phi thăng cảnh đại viên mãn. Phong Tiên ôm nỗi lo lắng đứng sang một bên, sẵn sàng trợ giúp Dương Bách Xuyên bất cứ lúc nào. Mà lúc này, Dương Bách Xuyên đang nói chuyện với sư phụ trong đầu. Lão già chết tiệt, có phải người đùa quá trớn rồi không? Người bảo con đánh với thần Phượng bà á, phải biết rằng bà già chết tiệt thần Phượng bà kia tương đương tán tiên lục chuyển, người có chắc là con có thể đánh bại bà ta không? Đừng nói Phong Tiên, ngay cả Dương Bách Xuyên cũng nghi ngờ thực lực của mình có thể giết thần Phượng bà hay không.
Mấu chốt là sư phụ nói trong đầu hắn là không sao, cứ đánh với thần phượng bà đi, không cần sợ. Thằng nhóc thúi không tin vi sư hả? Có vi sư ở đây, cho dù là tiên vương vi sư cũng có thể giúp con tiêu diệt chứ đừng nói chi đến một tán tiên lục truyền. Nhìn chút tiền đồ này của con đi, thật vô dụng. Vân Thiên Tà mắng luôn. Nhưng hiện tại Dương Bách Xuyên có nghi vấn rất lớn muốn hỏi, đó là sự khác biệt cảnh giới giữa tán tiên và tiên nhân, để hắn tiện so sánh với thực lực của mình, nếu không thì hắn chẳng tự tin chút nào. Thật ra lần trước Dương Bách Xuyên từng hỏi sư phụ vấn đề này rồi, nhưng sư phụ nói thằng nhóc con còn chưa tập bò đã lo tập chạy, hỏi mấy câu này làm chi, tu vi quá thấp mà biết mấy vấn đề này không phải chuyện tốt, trái lại sẽ ảnh hưởng tới tâm cảnh tu luyện của con. Nhưng bây giờ Dương Bách Xuyên cảm thấy mình đã tốt hơn rồi, hẳn là hắn cần phải biết, hay nói chính xác hơn là tìm hiểu. Hắn không nhịn được bèn hỏi, sư phụ, bây giờ người có thể giảng cho con về cảnh giới tán tiên và tiên nhân chưa? Tán tiên cấp bậc lục chuyển tương đương cấp bậc gì, để con còn tính chứ? Lần này Vân Thiên Tà không mắng hắn, mà thẳng thắn trả lời, tán tiên tứ chuyển tương đương thiên tiên thần tiên có cấp bậc thấp nhất tiên giới. Sau thiên tiên là chân tiên, tiếp đến là kim tiên. Chân tiên tương đương tán tiên ngũ chuyển, kim tiên tương đương lục chuyển. Nhưng bất kể là tán tiên đã đạt tới cấp bậc này hay là tu sĩ huyết mạch ở tu chân giới, cho dù cảnh giới tương ứng với tiên nhân, bọn họ cũng không thể đạt tới thực lực tu vi của sinh linh tiên giới chân chính. Vì sao? Dương Bách Xuyên hỏi. Bởi vì lực thiên địa của hai giới khác nhau, sinh linh tu luyện ở tu chân giới sử dụng linh khí, tiên giới sử dụng tiên linh lực, hai cái này khác nhau một trời một vực, lại càng không cùng một cấp bậc. Dù là tán tiên cấp bậc nào, trước khi tới tiên giới tiếp nhận tẩy tủy phạt mao trong hồ tiếp dẫn, cải tạo hoàn toàn, chuyển hóa tiên thể, người đó không thể so với sinh linh tiên giới có cùng cấp bậc. Vân Thiên Tà nói, rốt cuộc Dương Bách Xuyên đã biết cảnh giới tương ứng giữa tán tiên và tiên nhân tiên giới. Nhưng sư phụ chỉ nói tới cấp bậc tán tiên lục chuyển tương đương kim tiên ở tiên giới, không giảng về cảnh giới tiếp theo. Vì vậy hắn không kìm được bèn hỏi, cảnh giới tiếp theo thì sao? Vân Thiên Tà nói, thằng nhóc con có phiền không hả? Khi nào con đến tiên giới ắt sẽ biết cảnh giới tiếp theo? Hiện tại đang ở tu chân giới, cả tiểu yêu giới lẫn đảo tán tiên đều tính là cấp bậc tu chân giới, vi sư thấy cấp bậc cao nhất mà con có thể tiếp xúc cũng chỉ đến cấp bậc này thôi. Đừng hỏi những thứ khác, nghĩ cách giết chết thần phượng bà lập uy đi. Dương Bách Xuyên trợn mắt, được, không hỏi thì không hỏi. Người nói xem thần phượng bà tương đương kim tiên, hơn con hai cảnh giới lớn, làm sao con giết bà ta được. Bộ đồ bảy màu mà vi sư yêu cầu, con tiêu tốn 15 năm mới luyện chế ra được ấy, con tưởng nó là đồ trang trí à? Công hiệu ẩn thân của bộ đồ bảy màu cũng đủ để con giết thần phượng bà rồi. Vân Thiên Tà nói chậm gì gì trong đầu Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên chưa từng cân nhắc tới chuyện công dụng ẩn thân của thất thải bảo y mạnh tới cỡ nào, hay đúng hơn là sẽ có hiệu quả ra sao khi đối đầu với những bậc cao thủ như thần phượng bà. Nhưng bây giờ, nghe ông già giải thích xong, hắn bỗng nhận ra mình đã đánh giá thấp nó. Có điều, trong lòng hắn vẫn chưa tin hẳn, ông già à, công dụng của thất thải bảo y thật sự ghê gớm tới vậy sao? Vân Thiên Tà trả lời, có lẽ không khủng bố tới vậy. Nhưng chắc chắn tốt hơn những gì con nghĩ nhiều. Thế này đi, con bảo tiểu phượng hoàng châm lửa, còn con thì âm thầm kích phát khả năng ẩn thân của thất thải bảo y rồi tấn công, tới lúc đó ắt sẽ đạt được mục đích thôi. Dương Bách Xuyên ngẫm ngợi vài giây, cảm thấy cũng có lý, nếu chỉ cần kích phát công dụng của thất thải bảo y là có thể dễ dàng giải quyết được một cao thủ cấp lục chuyển, vậy thì cao thủ lục chuyển có hơi rẻ mặt rồi, hay nói chính xác hơn là tu vi cỡ đó chẳng có giá trị gì sất. Nhưng nếu có lửa thần do tiểu phượng hoàng phun ra, vậy sẽ tạo được tác dụng gây nhiễu loạn tầm nhìn. Lửa thần của tiểu phượng hoàng có khả năng đe dọa thần phượng bà, nhưng chỉ giới hạn trong hai chữ đe dọa, chứ không đồng nghĩa với việc có thể giết chết bà ta. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chỉ cần tiểu phượng hoàng kiềm chân được bà ta là quá đủ cho hắn rồi. Với công dụng ẩn thân của thất thải bảo y, cộng thêm có ông già bảo kê, hắn tin chắc muốn giải quyết thần phượng bà hoàn toàn không thành vấn đề. Có điều, lúc này, thần phượng bà lại không vội ra tay với hắn, trái lại quay sang phía Phong Tiên, dò hỏi, tiền bối Phong Tiên này, tiền bối đứng về phía Dương Bách Xuyên thật hả? Giọng thần phượng bà cực kỳ lạnh, mặt mày cũng tối đen như mực. Phong Tiên lại cất giọng vui đùa, nếu đúng thì sao? Chẳng lẽ ngươi tính giết luôn bổn tiên? Thần phượng bà nghe Phong Tiên nói vậy, sát khí tức khắc dần tràn nơi đáy mắt, được lắm, nếu thế thì đừng trách sao bà đây vô tình. Tuy ngươi là Phong Tiên,
nhưng đừng tưởng bà đây không biết gì về thực lực thật sự của ngươi. Khả năng của ngươi thế nào, bà đây có thể cảm nhận được đấy, nhìn chung thì cũng tầm bà đây thôi, cùng lắm là nhỉnh hơn chút đỉnh. Nhưng hiện tại, nơi các ngươi đang đứng là tiểu yêu giới, là địa bàn của tộc thần Phượng bọn ta. Với cả tộc thần Phượng chính là một trong bốn gia tộc sở hữu huyết mạch của tứ đại thần thú ở tiểu yêu giới, có giết ngươi cũng không phải chuyện gì to tát. Thế nên nếu ngươi đã vô tình, vậy cũng đừng trách sao bà đây vô nghĩa, hôm nay mấy người đừng mơ đến chuyện sống sót rời khỏi đây. Lúc thần Phượng bà nói tới đây, hơi thở đến từ cao thủ của tộc thần Phượng lập tức gia tăng, hướng mắt nhìn chằm chằm thần Phượng bà. Cứ như thể, chỉ cần thần Phượng bà ra lệnh là họ sẽ lập tức xông lên tấn công. Những cao thủ tộc thần Phượng này phải tầm hơn 10 người, và thấp nhất cũng phải tam chuyển đổ lên. Cụ thể hơn, có 3 người tứ chuyển, 1 người ngũ chuyển, còn tam chuyển thì khoảng 9 người. Tổng cộng là 13 cao thủ, số lượng này thật sự không hề ít, nếu hợp lại hoàn toàn có thể đẩy một lục chuyển vào hiểm cảnh. Mà ngoài mặt, thực lực của Phong Tiên mới chỉ khôi phục tới ngũ chuyển, đương nhiên với những yêu tiên này, ta không thể dùng cảnh giới để đánh giá thực lực của họ. Vì không một ai biết được trong tay họ có bao nhiêu con bài chưa lật cả. Có điều với thần Phượng bà mà nói, từng này là đủ rồi. Tuy còn hơi kiêng dè, nhưng bà ta tin rằng bản thân đủ năng lực để đối chọi với Dương Bách Xuyên và Phong Tiên trở mặt. Chẳng qua, trong lòng thần Phượng bà đã có suy tính khác. Sau khi trò chuyện xong, bà ta lập tức ra lệnh cho 13 cao thủ tộc thần Phượng, bao vây Phong Tiên vây khốn. Cần tuân mệnh lệnh của bà. 13 cao thủ tộc thần Phượng đồng thanh hô vang, xen lẫn bên trong là vài tiếng thở phào nhẹ nhõm. Lý do là vì các cao thủ tộc thần Phượng cũng không hẳn muốn đấu một trận sinh tử với Phong Tiên, thế nên vừa nghe thấy thần Phượng bà chỉ ra lệnh bao vây chứ không phải liều chết xông lên tiêu diệt Phong Tiên, tâm trạng của họ lập tức thoải mái hơn hẳn. Sau đó, thần Phượng bà hướng mắt về phía Dương Bách Xuyên, giao bảo vật của tộc ta ra đây, ta sẽ rủ lòng thương mà cho ngươi chết toàn thây. Từ giây phút này trở đi, thần Phượng bà xem như chính thức trở mặt với Dương Bách Xuyên. Ha ha, muốn đánh thì cứ xông lên, đứng đó nói nhảm làm gì, ai cho chứ ông đây tuyệt đối không để bà được chết toàn thây đâu. Dương Bách Xuyên giận dỗi chửi xéo. Muốn chết, vừa dứt lời, thần Phượng bà lập tức hành động, bật người tấn công Dương Bách Xuyên. Toàn thân bà ta phóng ra một luồng yêu khí dày đặc, che trời lấp đất, cuồn cuộn đổ ập về phía Dương Bách Xuyên. San hồng, phun lửa. Dương Bách Xuyên hét lớn với Tiểu Phượng Hoàng. Chíp! Kế đó, Tiểu Phượng Hoàng khẽ hót vang như đang đáp lại. Có lẽ vì biết thần Phượng bà rất lợi hại, thế nên sau khi hưởng ứng hắn, Tiểu Phượng Hoàng dứt khoát khôi phục nguyên hình thành Phượng Hoàng, sau đó cả người bùng lên ngọn lửa hừng hực, mãnh liệt lao nhanh như bay về phía thần Phượng bà. Cũng lúc này, Dương Bách Xuyên vẫn bình tĩnh híp mắt nhìn thần Phượng bà tung chiêu đánh về phía mình, không thèm cử động dù chỉ vài phân. Khóe miệng thần Phượng bà khẽ nhếch, thấy Dương Bách Xuyên chẳng có phản ứng gì thì cười khẩy, mắng, ếch ngồi đáy giếng, mở to mắt ra nhìn xem ngươi sẽ chết thế nào đi. Sức mạnh to lớn của bà ta đổ dồn về phía lòng bàn tay, sau đó bất ngờ chụp thẳng xuống đầu Dương Bách Xuyên, khoảnh khắc chỉ còn cách Dương Bách Xuyên tầm 3 thước, ngọn lửa của Tiểu Phượng Hoàng lại ập tới, chắn ngang trước người Dương Bách Xuyên, rồi tấn công trực diện thần Phượng bà. Sau khi cảm nhận được uy lực tới từ ngọn lửa của Tiểu Phượng Hoàng, thần Phượng bà lập tức biến sắc, không còn cách nào khác ngoài gác chuyện đánh hắn qua một bên, chuyên tâm đối phó với ngọn lửa của Tiểu Phượng Hoàng. Bà ta quắc mắt nhìn Dương Bách Xuyên đầy âm trầm, cảm thấy hơi tiếc, chỉ xíu nữa thôi là có thể đánh ngã Dương Bách Xuyên, thế mà đúng lúc này, Tiểu Phượng Hoàng lại ra tay. Tính ra bà ta cũng là một kép thủ chơi đùa với lửa, thế nên không hề sợ lửa. Nhưng nếu bàn về chuyện điều khiển lửa thì Phượng Hoàng còn cao tay hơn. Thậm chí có thể sánh ngang với các lão tổ tông của gia tộc bà ta. Thần Phượng bà biết ngọn lửa của mình hoàn toàn không phải đối thủ của Tiểu Phượng Hoàng. Bà ta nhìn Dương Bách Xuyên chằm chằm một lúc lâu mới chịu rời mắt, định dùng tay còn lại để đối đầu trực diện với ngọn lửa của Tiểu Phượng Hoàng. Nhưng thần Phượng bà lại không phát hiện ra rằng, sau khi sự chú ý của bà ta đổ dồn về phía Tiểu Phượng Hoàng, quanh người Dương Bách Xuyên bỗng ánh lên quầng sáng 7 màu, bóng dáng của hắn dần phai mờ rồi biến mất. Đó là dấu hiệu cho thấy Dương Bách Xuyên đã kích phát công dụng của thất thải bảo y. Hắn chuẩn bị tặng cho thần Phượng bà một chiêu chí mạng. Ngay lúc bóng dáng của hắn biến mất, Tiểu Phượng Hoàng và thần Phượng bà cũng bắt đầu chính thức giao đấu. Thần Phượng bà hừ nhẹ một tiếng, hai bàn tay tức khắc bùng lên ngọn lửa đỏ thẫm, rồi hóa thành Phượng Hoàng lửa 2 đầu.
Vì được hình thành từ lửa nên con phượng hoàng đó không có tư cách so sánh với phượng hoàng chân chính như tiểu phượng hoàng, có điều trong người nó lại cất chứa một lượng yêu lực khổng lồ. Phượng hoàng lửa của thần phượng bà không chỉ có lửa mà còn sở hữu yêu lực vô cùng mạnh mẽ, thế nên thoạt nhìn cực kỳ khủng bố. Có điều, tiểu phượng hoàng cũng không phải ăn chay, từ sau khi thoát ra khỏi hang động thứ ba trong thánh địa của tộc thần phượng, ngọn lửa của tiểu phượng hoàng không chỉ đơn giản là được thăng lên một bậc. Lúc này, ngọn lửa do tiểu phượng hoàng phóng ra được phủ sắc tím, không pha lẫn màu khác, có thể nói vừa ra tay là dốc hết toàn lực. Chíp! Một tiếng hót dài vang lên, tiểu phượng hoàng và thần phượng bà chạm trán nhau. Ầm ầm! Âm thanh trầm đục vang vọng khắp chiến trường, bốn phía lập tức bị biển lửa nhấn chìm. Sau đó, tiểu phượng hoàng bỗng vỗ cánh bay lên trời. Thoạt nhìn, ngọn lửa tím trên người nàng ấy có vẻ thảm đạm hơn lúc trước. Hình như là bị trúng đòn nặng, vì tiếng hót nghe có hơi thống khổ. Về phần thần phượng bà cũng bị đánh lùi về sau tận 8, 9 mét, không thó được chút lợi lộc nào. Bà ta ngẩng đầu nhìn tiểu phượng hoàng, trong mắt ánh lên vẻ hoang mang, than thầm một câu, đây là lửa thần của phượng hoàng chân chính sao? Trước giờ, gia tộc của bà ta luôn hướng tới lửa thần của phượng hoàng, đời đời cố hết sức tìm cách để ngọn lửa của mình đổi sang màu tím, tiếc thay cuối cùng họ vẫn chỉ là nửa người nửa yêu. Dù trong cơ thể có chứa huyết mạch của Phượng Hoàng thì vẫn không phải Phượng Hoàng chân chính. Cộng thêm phản xạ sợ hãi lửa thần và lửa của Phượng Hoàng bẩm sinh, thế nên ban nãy, khi giao đấu với tiểu Phượng Hoàng, ngọn lửa và pháp lực của bà ta đã bị ngọn lửa của tiểu Phượng Hoàng hóa giải trực tiếp. Nghĩa là cũng chẳng chiếm được bao nhiêu lợi lộc gì cả. Tới cả hiện tại, khi thấy tiểu Phượng Hoàng cất cánh bay lên cao, tỏa ra uy áp của Phượng Hoàng chân chính, cõi lòng thần Phượng bà cũng bắt đầu dậy sóng hoang mang. Mà trong chiến đấu, kỵ nhất là tâm thần bị rối loạn. Bấy giờ, Dương Bách Xuyên đã kích phát xong thất thải bảo y, đang chờ thời cơ để ra tay, khi thấy trong mắt thần phượng bà ánh lên vẻ bối rối, hắn biết cơ hội xuất chiêu đã tới. Nhờ có thất thải bảo y, từ hơi thở đến cơ thể hắn lúc này đã được che chắn kín mít, thế nên hắn có thể ung dung di chuyển tới phía sau, cách thần phượng bà ba thước. Với Dương Bách Xuyên mà nói, đây chính là thời cơ tuyệt vời để xuất chiêu. Lần này, hắn không truyền chân nguyên vào kiếm đồ long nữa mà trực tiếp phung tay, chĩa mũi kiếm đâm thẳng về phía thần phượng bà. Phập! Chỉ trong chớp mắt, thanh kiếm đồ long của Dương Bách Xuyên đã đâm xuyên qua đan điền trong người thần phượng bà. Lúc này, Dương Bách Xuyên mới thúc giục toàn bộ chân nguyên trong cơ thể, chuyển nó sang kiếm đồng long, hơn nữa, vì để có thể giải quyết thần phượng bà chỉ trong một chiêu, hắn còn điều động cả sức mạnh cội nguồn của nước vào kiếm đồ long. Ngay sau đó, thần phượng bà tức khắc hộc máu. Đan điền và yêu đan trong người bà ta vỡ nát thành từng mảnh, cộng thêm bị Dương Bách Xuyên truyền thẳng sức mạnh cội nguồn của nước vào người nên cả cơ thể cũng dần đóng băng. Bấy giờ, trên mặt thần phượng bà lộ rõ biểu cảm không dám tin vào mắt mình, chật vật ngoái đầu nhìn lại. Bóng dáng của Dương Bách Xuyên cũng dần hiển hiện. Ta nói rồi, giết bà không khó chút nào. Dương Bách Xuyên thong thả mở miệng, giọng điệu vô cùng bình tĩnh, vừa nói xong. Hắn lập tức rút kiếm về dưới ánh mắt trợn trừng vì ngạc nhiên của thần phượng bà. Rắc rắc. Dương Bách Xuyên vừa rút kiếm đồ long về, cơ thể của thần phượng bà lập tức nứt ra, đá rơi lộc độc xuống đất. Bởi vì thân xác của bà ta đã bị sức mạnh đến từ cội nguồn của nước đóng băng, thế nên sau khi Dương Bách Xuyên rút kiếm về, vết nứt tất sẽ lan rộng, cuối cùng là vỡ tan tành. Lúc này đây, dưới sự hợp tác ăn ý của Dương Bách Xuyên và tiểu phượng hoàng, hai người đã thành công giải quyết một cao thủ lục chuyển trong vòng chưa tới một phút. Bấy giờ, Phong Tiên vốn định ra tay giết chết kẻ địch cũng như 13 cao thủ tộc thần phượng đang đối đầu với ông ta như bị ấn nút dừng. Ánh mắt của họ không hẹn mà cùng đồ dồn về phía bức tượng băng thần phượng bà đã vỡ nát. Trên mặt 13 cao thủ tộc thần phượng hiện rõ vẻ hoảng sợ. Bọn họ thật sự không ngờ thần phượng bà cao thủ số 1 tộc thần phượng của họ. Người được xem là thần lại bị Dương Bách Xuyên và Tiểu Phượng Hoàng hợp lực giết chết chỉ trong nháy mắt. Nhất thời, cõi lòng của các cao thủ tộc thần Phượng đã bị sự sợ hãi lấn át. Trong mắt họ, Dương Bách Xuyên chỉ là một tu sĩ phi thăng cảnh nhỏ ngoi, thế nên hầu như ai cũng sẽ vô thức xem nhẹ hắn. Nhưng ai mà tưởng tượng ra nổi rằng một phi thăng cảnh lại có thể giết chết một lục chuyển tán tiên chỉ trong nháy mắt như vậy chứ? Đúng là quá khó tin. Tới cả Phong Tiên cũng hoảng hốt ra mặt. Có lẽ người khác không chú ý tới sự khác thường của Dương Bách Xuyên, nhưng nàng ấy thì khác, từ đầu đến giờ, nàng ấy vẫn luôn để tâm quan sát từng hành động của Dương Bách Xuyên. Phong Tiên nhớ lại ban nãy,
Sau khi Dương Bách Xuyên biến mất một cách kỳ lạ, tới cả hơi thở cũng chẳng cảm nhận được nữa, thế nên nàng ấy mới bị phân tâm, không tập trung cảm ứng, chờ tới lúc nàng ấy tập trung tinh thần cảm ứng lại thì phát hiện, kiếm đầu long của Dương Bách Xuyên đã đâm xuyên qua đan điền của thần Phượng bà bà, sau đó thì cả người thần Phượng bà bà bị đóng băng. Kế tiếp, bóng dáng của Dương Bách Xuyên hiển hiện, rồi hắn rút kiếm đầu long ra, cơ thể thần Phượng bà bà lập tức hóa thành vô số khối băng nhỏ, vỡ vụn hoàn toàn. Giờ mỗi lần nhớ lại lúc Dương Bách Xuyên biến mất một cách kỳ lạ đó, Phong Thiên cũng không khỏi rùng mình. Thoáng chốc, khoảng sân rơi vào im lặng, nhất là 13 tên cao thủ của gia tộc thần Phượng đã chôn chân tại chỗ, không dám nhúc nhích dù chỉ là một chút. Hà đùa chứ, thần Phượng bà đã chết lăn quay ra đó rồi, đám người họ thì làm được trò trống gì hơn chứ? Kể ra thì trong 13 vị cao thủ chỉ có mỗi một người là tán tiên ngũ chuyển mà thôi. Giờ thì sao đây? Không nói đến Phong Tiên chưa rõ thực lực kia, chỉ mỗi Dương Bách Xuyên và Tiểu Phượng Hoàng là đủ để lấy đi mạng của họ. Giờ đây 13 người đang rất hoảng. Họ chỉ mong sao Dương Bách Xuyên không đuổi cùng giết tận, chứ không là cả gia tộc thần Phượng đều chôn thây trốn tiểu yêu giới này. Thần Phượng bà đã chết, tiếp theo sẽ là tu sĩ cấp ngũ chuyển dẫn đầu, những người khác đồng loạt nhìn về phía ông ta, đợi ông ta đưa ra quyết định, nếu không thì không một ai thoát khỏi cái chết. Mà tu sĩ ngũ chuyển của gia tộc thần Phượng đang làm gì? Ông ta quan sát tình hình trong sân, ông ta không ngu, bởi những người có thể tu luyện đến được trình độ này, không có ai là ngu hết. Tu sĩ ngũ chuyển này tên là Triệu Ngũ Nguyên. Thực ra Triệu Ngũ Nguyên là người hiểu thần Phượng bà nhất, ông ta biết rõ lần này tham vọng của thần Phượng bà quá lớn, nếu không những chuyện này đã chẳng xảy ra, đoạt đi cả mạng của bà ấy. Một tia sáng lóe lên trong đôi mắt già đời của Triệu Ngũ Nguyên. Ông ta đã nhanh chóng nghĩ ra được đối sách, hoặc có thể nói là đối sách xoa dịu cơn giận của Dương Bách Xuyên. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng ánh mắt Triệu Ngũ Nguyên đáp xuống người Dương Bách Xuyên. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, Triệu Ngũ Nguyên đã quan sát Dương Bách Xuyên một lượt. Theo ông ta thấy, đầu tiên rõ ràng là Phong Tiên giúp sức cho Dương Bách Xuyên, vì thế mà đã thẳng tay tấn công thần Phượng bà. Nếu Dương Bách Xuyên không nói đây là chuyện của mình, để hắn tự lo liệu thì Phong Tiên đã đánh giáp lá cả với thần Phượng bà rồi. Mặc dù thần Phượng bà đã từng nói thực lực của Phong Tiên không bằng bà ấy, nhưng theo Triệu Ngũ Nguyên đánh giá thì có vẻ thần Phượng bà đã hơi tự tin thái quá. Triệu Ngũ Nguyên khá hiểu Phong Tiên, nàng chính là yêu tiên chân chính của tiên giới, dù không hiểu sao tu vi của Phong Tiên lại xuống dốc thảm hại vậy, song. Suy cho cùng người tu luyện bình thường sao có thể sánh với sinh linh tiên giới. Nếu trước đây Phong Tiên và thần Phượng bà đấu với nhau thì thần Phượng bà thắng là cái chắc. Mà hai chị em Phong Tiên và Dương Bách Xuyên này luôn hỗ trợ nhau, từ ngày đầu tiên Dương Bách Xuyên đến gia tộc thần Phượng cho đến giờ thì tình cảm giữa họ chưa từng thay đổi. Nhất là việc Dương Bách Xuyên được thần Phượng bà tìm thấy ở tu chân giới, thật ra là Phong Tiên bảo thần Phượng bà đi trước, mà đi làm gì chứ? Là đi làm chỗ dựa cho Dương Bách Xuyên, bởi vì chuyện ở ma tộc đang dần trở nên nghiêm trọng. Sau khi thiên lang chân quân của tiểu yêu giới đi tu chân giới lại bị Dương Bách Xuyên giết chết. Vậy nên gia tộc thiên lang của tiểu yêu giới đã tuyên bố khắp nơi là sẽ xử đẹp Dương Bách Xuyên, nhưng rồi lại bị Phong Tiên đàn áp, cuối cùng mới để thần Phượng bà đến tu chân giới làm chỗ dựa cho Dương Bách Xuyên. Đương nhiên dù Triệu Ngũ Nguyên không hay biết thần Phượng bà và Phong Tiên đã hẹn ước với nhau những gì, nhưng tóm lại ông ta vẫn thấy thần Phượng bà không nên trở mặt với Phong Tiên. Đáng ra nên kéo dài thỏa thuận với Phong Tiên mới đúng. Giờ thì hay rồi, Phong Tiên còn chưa ra tay mà thần Phượng bà đã bị Dương Bách Xuyên xử đẹp. Này sẽ trở thành một sự nhục nhã không gì sánh bằng. Đương nhiên những điều này đã không còn quan trọng nữa, quan trọng từ những chuyện đó, Triệu Ngũ Nguyên biết được Dương Bách Xuyên và Phong Tiên cùng người cao thủ kia có mối quan hệ sâu xa, không thể đắc tội được. Một điều nữa là Tiểu Phượng Hoàng, mặc dù trông như là một con Phượng Hoàng chưa thành niên, nhưng lại là chim thần chân chính. Đối với gia tộc thần Phượng của ông ta mà nói, Phượng Hoàng là sự tồn tại như tổ tiên của họ, thậm chí phải nói là đấng tối cao. Lại xem xét đến quan hệ giữa Tiểu Phượng Hoàng và Dương Bách Xuyên, Tiểu Phượng Hoàng cứ luôn mồm gọi Dương Bách Xuyên là anh trai. Dương Bách Xuyên cũng tự nói Tiểu Phượng Hoàng là em gái của hắn, thậm chí còn đặt tên cho Tiểu Phượng Hoàng là Dương San Hồng. Phượng Hoàng thần tối thượng lại cam tâm tình nguyện nghe lời của một kẻ loài người. Hơn nữa còn nghe lời răm rắp đến mức độ như thế này, mối quan hệ của hai người này không hề tầm thường chút nào. Điều thứ ba chính là nha đầu Mai Thi Dĩnh kia, huyết mạch Phượng Hoàng thức tỉnh là sự tồn tại cao nhất trong gia tộc thần Phượng họ mấy triệu năm trở về đây.
tố chất tu luyện này có thể nói là nghịch thiên. Nhìn quan hệ giữa Dương Bách Xuyên và Mai Thi Dĩnh thì hình như quan hệ của họ còn sâu đậm hơn cả trước đây, về điều này thì ai cũng có thể nhận ra được. Thậm chí nhìn về ngoài, nữ tử mà hắn gọi là Mai Tỷ kia chính là chị gái của Mai Thi Dĩnh, nhưng Mai Tỷ lại là vợ của Dương Bách Xuyên. Từng người nối với từng người, từng chuyện nối tiếp từng chuyện, tất cả sâu chuỗi lại với nhau đều liên quan đến Dương Bách Xuyên. Điều quan trọng là thế mà thần Phượng bà bị Dương Bách Xuyên giết rồi còn vứt hết cục diện rối rắm trước mặt đến cho Triệu Ngũ Nguyên ông ta. Đây gọi là đến chết cũng bẫy người ta. Tại sao chứ? Bởi vì Dương Bách Xuyên đã nổi lên sát tâm với gia tộc thần Phượng của ông ta. Thần Phượng bà, cao thủ của gia tộc thần Phượng, đã bị giết, lẽ nào Dương Bách Xuyên còn thả cho những người khác đi sao? Triệu Ngũ Nguyên nghĩ tới nghi lui, trong lòng trải qua nỗi kinh hãi này đến nỗi kinh sợ khác. Ông ta biết rõ, nếu tiếp theo mà Dương Bách Xuyên ra tay với gia tộc thần Phượng, Triệu Ngũ Nguyên ông ta sẽ là người phải hứng chịu nhiều nhất. Bởi vì thần Phượng bà chết rồi. Ông ta lại là một trong những cao thủ của gia tộc thần Phượng, người ta không tìm ông ta thì tìm ai nữa. Những suy nghĩ trong đầu Triệu Ngũ Nguyên xoay chuyển xoành xoạch, trong lòng thầm mắng chửi thần Phượng bà, đồng thời cố tìm một cách nào đó có thể hóa giải được mối nguy này. Mấu chốt của cách này nằm trên người Mai Thi Dĩnh. Vẫn may năm đó sau khi Mai Thi Dĩnh bị gia tộc thần Phượng tìm thấy, Triệu Ngũ Nguyên đã từng dạy dỗ nàng, cũng coi như là nửa người thầy. Thực ra Triệu Ngũ Nguyên đã bất mãn với thần Phượng bà từ lâu, bà ta là người rất chuyên quyền độc đoán, còn làm ra một số quyết định khiến cả gia tộc rơi vào cảnh khốn cùng. Nhưng tu vi của thần Phượng bà là cao nhất gia tộc, Triệu Ngũ Nguyên nào dám phản đối, thế nên chỉ đành phục tùng theo mệnh lệnh của bà ta. Song hôm nay, cơ hội đã đến, ông ta biết mình phải xử lý chuyện này thật êm đẹp, không chỉ giúp cả gia tộc thần Phượng thoát được một kiếp mà còn giúp ông ta thống lĩnh cả gia tộc. Hoặc có thể nói là làm người dưới một người trên vạn người của gia tộc thần Phượng. Đương nhiên Triệu Ngũ Nguyên biết ông ta sẽ phải dùng một thủ đoạn đầy cứng rắn và quyết đoán. Nếu không, thứ chờ đợi cả gia tộc ông ta chính là diệt tộc. Mai Thi Dĩnh chính là cánh cửa mục tiêu cần công phá, cũng chính là hy vọng duy nhất có thể khiến Dương Bách Xuyên tha cho gia tộc thần Phượng. Nghĩ đoạn, Triệu Ngũ Nguyên làm một động tác, vào lúc xung quanh còn đang chìm vào yên tĩnh, ông ta đến trước Mai Thi Dĩnh rồi lớn tiếng nói. Trưởng lão Triệu Ngũ Nguyên của gia tộc thần Phượng tham kiến thần Phượng tộc trưởng. Triệu Ngũ Nguyên vừa nói xong đã bưng Mai Thi Dĩnh lên làm tộc trưởng, mà chức vị cao nhất của gia tộc này chính là tộc trưởng. Cách của ông ta rất đơn giản, đó là để Mai Thi Dĩnh làm tộc trưởng của gia tộc thần Phượng, như thế thì Dương Bách Xuyên không thể giết người của gia tộc thần Phượng nữa. Mà muốn giết đi nữa cũng phải nể mặt Mai Thi Dĩnh. Tuy nhiên Dương Bách Xuyên và Mai Thi Dĩnh có quan hệ thân mật, làm gì có chuyện đi làm khó nhau. Đương nhiên chức vụ tộc trưởng này là áp đặt, theo như quy tắc của gia tộc thần Phượng, thánh nữ Mai Thi Dĩnh này vẫn chưa có đủ tư cách để đảm nhiệm chức vụ tộc trưởng. Nhưng giờ thần Phượng bà chết rồi, Triệu Ngũ Nguyên là cao thủ ngũ chuyển, là người có quyền quyết định ở đây, bởi mặc kệ là ở đâu hay là lúc nào đi nữa thì người mạnh sẽ là người có tiếng nói. Giờ lời nói của Triệu Ngũ Nguyên là tuyệt đối. Hôm nay ông ta nói Mai Thi Dĩnh là tộc trưởng của gia tộc thần Phượng thì sẽ là như thế. Người nào trong gia tộc dám phản đối thì ông ta sẽ giết người đó. Bởi vì đây chính là cách duy nhất để hóa giải mối nguy trước mắt này. Ngũ Nguyên sư phụ, người mau đứng dậy đi. Ta, Mai Thi Dĩnh vốn ngây thơ, nào đọ lại lão cáo già như Triệu Ngũ Nguyên. Khi Triệu Ngũ Nguyên quỳ sụp trước nàng, miệng hô vang hai tiếng tộc trưởng, Mai Thi Dĩnh đã hơi hoảng loạn. Trước đây khi nàng đến gia tộc thần Phượng, ông ta đối xử khá tốt với nàng, còn từng dạy dỗ nàng. Đương nhiên Triệu Ngũ Nguyên không phải là người thầy duy nhất, còn có mấy vị sư phụ nữa dạy nàng, mà nói thật thì mấy vị sư phụ đó cũng như nhau. Song cho dù là thế đi nữa thì Mai Thi Dĩnh vẫn nhớ Triệu Ngũ Nguyên đã đối xử với mình tốt như thế nào. Một người thầy từng dạy mình quỳ trước mặt như thế, Mai Thi Dĩnh nào dám nhận, vậy nên nàng vội vàng bước đến đỡ Triệu Ngũ Nguyên, nhưng với tu vi của Triệu Ngũ Nguyên thì nàng làm sao mà đỡ nổi. Ngay sau đó chợt nghe thấy tiếng Triệu Ngũ Nguyên nói với những người phía sau. Còn không mau bái kiến tộc trưởng. Câu nói đó tràn đầy sự hung hãn. Trong 12 người kia cũng có không ít người thông minh, thấy Triệu Ngũ Nguyên quỳ xuống gọi Mai Thi Dĩnh là tộc trưởng, 6 người trong đó mừng rỡ, lập tức hiểu được ý của Triệu Ngũ Nguyên. Này là đang cứu mạng họ, đồng thời cứu cả gia tộc thần Phượng. Bởi vậy có 7 người hiểu ra, vội vã quỳ rạp hành đại lễ bái kiến tộc trưởng với Mai Thi Dĩnh. Bái kiến tộc trưởng. Mấy hậu bối thông minh đều đã phản ứng lại hết.
còn lại ba người ngu ngơ chỉ ngơ ngác bái kiến theo. Chỉ có hai người trong đó, một người cấp bậc tam chuyển, người kia là tứ chuyển trợn trừng mắt quát, Triệu Ngũ Nguyên, ông lú lẫn rồi hả? Mai Thị Dĩnh đã bị lão tộc trưởng khai trừ khỏi gia tộc Thần Phượng rồi, ả ta làm gì có tư cách làm tộc trưởng? Ả ta chỉ là một cô ả đầu vàng mà thôi, các người. Các người đúng là loại không có liêm sỉ, vô liêm sỉ. Dương Bách Xuyên giết chết lão tộc trưởng, giờ các người không chịu báo thù cho tộc trưởng mà còn tung hô con ả bị đuổi ra khỏi gia môn làm tộc trưởng. Ngu si. Không sai, các người đừng có làm bậy. Hai người vừa mở miệng ra, Triệu Ngũ Nguyên đã nổi điên, một tia sáng chợt phóng ra từ tay ông ta. Ặc ặc. A. Sau hai tiếng kêu thất thanh là hai người đã bị Triệu Ngũ Nguyên chém chết. Sau khi giết xong hai người đó, Triệu Ngũ Nguyên quay người lại nói tiếp với Mai Thi Dĩnh, người là thánh nữ của tộc ta, theo lý mà nói chính là người kế nhiệm của tộc trưởng, còn về thần Phượng bà, à không, là Phượng Thu Huyền, đuổi người ra khỏi gia môn là quyết định của một mình bà ta, không đại biểu cho ý kiến của tất cả chúng ta, bởi vậy từ nay trở đi, người chính là tộc trưởng của gia tộc thần Phượng, các người thấy có đúng không? Nói xong Triệu Ngũ Nguyên hung hăng hỏi mấy trưởng lão phía sau. Giờ ai cũng đã sáng tỏ, đương nhiên hiểu Triệu Ngũ Nguyên đang tìm lối thoát cho mọi người, thế nên nào ai dám hé răng nửa lời, chỉ vội vã hùa theo, tiếp tục hành lễ bái kiến Mai Thi Dĩnh. Mà Mai Thi Dĩnh khuyên mãi không khuyên nổi đám người này, chỉ đành liếc mắt sang nhìn Dương Bách Xuyên. Tên họ Dương nào đó thì đang nhếch miệng cười, hắn đã nhìn thấu hết những hành động của Triệu Ngũ Nguyên, đương nhiên biết tổng ông ta có ý gì. Hắn đi qua nói với Mai Thi Dĩnh, Dĩnh Nhi, muội cứ nhận chức tộc trưởng của gia tộc thần Phượng đi, cũng chỉ có muội làm được thôi. Sau khi nói xong, Dương Bách Xuyên nhếch mép nhìn Triệu Ngũ Nguyên, Triệu trưởng lão thật thông minh, đứng dậy đi, sau này hãy giúp đỡ Dĩnh Nhi cho tốt vào. Triệu Ngũ Nguyên vui mừng khôn xiết, vội vã nói, đa tạ Dương Thánh Chủ. Ông ta biết mình đã thoát được kiếp nạn hôm nay rồi. Dương Bách Xuyên vốn muốn cho tộc thần Phượng một bài học đau thương. Nhưng Triệu Ngũ Nguyên rất thông minh, trực tiếp đi con đường của Mai Thi Dĩnh, hơn nữa vừa lên đã để Mai Thi Dĩnh làm tộc trưởng của tộc thần Phượng. Đây chính là sự tận hiến trá hình với Dương Bách Xuyên, đồng nghĩa với việc bằng lòng cho hắn sử dụng. Cộng thêm Mai Thi Dĩnh cũng coi như là một lá bài tình cảm, tất nhiên Dương Bách Xuyên sẽ không ra tay với Triệu Ngũ Nguyên và cả tộc thần Phượng. Vì vậy chuyện này coi như đã kết thúc, dù sao thần Phượng bà đã chết rồi. Người chết đèn tắt. Còn tiếp tục truy cứu cũng không có ý nghĩa, bản thân Dương Bách Xuyên cũng không muốn giết hại. Có điều Tiểu Phượng Hoàng lại bước tới trước mặt Dương Bách Xuyên nói, ca ca, muội có thể cho Thi Dĩnh tỷ tỷ một bí pháp, từ nay về sau bất cứ ai của tộc thần Phượng muốn tạo phản đều sẽ mất mạng. Tiểu Phượng Hoàng nói ra câu này một cách trắng trợn lại khiến cho sắc mặt mấy người Triệu Ngũ Nguyên tái mét, trán cũng đổ mồ hôi. Dương Bách Xuyên cười híp mắt nhìn Triệu Ngũ Nguyên, sau đó nói với Mai Thi Dĩnh, Dĩnh Nhi qua đây. Mai Thi Dĩnh tất nhiên vô cùng nghe lời Dương Bách Xuyên, nhất là vào lúc này, tất nhiên nàng sẽ không phản đối mà bước tới bên cạnh hắn. Dương Mỗ chợt vung tay bày một kết giới trong suốt ở bên cạnh hắn, Tiểu Phượng Hoàng và Mai Thi Dĩnh. Lúc này, trong lòng mấy người Triệu Ngũ Nguyên thấp thỏm bất an, nhưng cũng không thể nhìn ra ba người Dương Bách Xuyên, Tiểu Phượng Hoàng và Mai Thi Dĩnh đang nói cái gì trong kết giới. Trán Triệu Ngũ Nguyên đổ mồ hôi lạnh, hắn ta nghĩ đến lời nói của Tiểu Phượng Hoàng. Hình như là muốn truyền thụ bí pháp gì đó cho Mai Thi Dĩnh, sau đó nàng sẽ có thể khống chế người của tộc thần Phượng. Nếu chim thần Phượng Hoàng muốn thu phục tộc thần Phượng, vậy đúng là sẽ có cách. Nếu Tiểu Phượng Hoàng thật sự truyền thụ bí pháp gì cho Mai Thi Dĩnh, vậy thì sau này tộc thần Phượng bọn họ chỉ có thể cung kính với nàng, không thể phản kháng chút nào. Một khi phản kháng, hậu quả rất có thể sẽ bị Mai Thi Dĩnh lấy mạng. Không ai muốn bị người ta nắm giữ sinh tử. Nhưng lúc này Triệu Ngũ Nguyên lại không có bất cứ cách nào. Mấy phút sau, cuộc trò chuyện trong kết giới trong suốt cuối cùng đã kết thúc. Ấn đường của Tiểu Phượng Hoàng bay ra một giọt máu lấp lánh ánh sáng màu tím nhạt chói mắt, bay vào trong người Mai Thi Dĩnh. Trong lòng Triệu Ngũ Nguyên chấn động, hắn ta là huyết mạch thần Phượng, tất nhiên không hề xa lạ với huyết mạch Phượng Hoàng, giọt máu màu tím nhạt bay ra từ trong ấn đường của Tiểu Phượng Hoàng chính là huyết mạch của tộc chim thần Phượng Hoàng chân chính. Huyết mạch Phượng Hoàng trưởng thành là màu tím đậm, bây giờ máu của Tiểu Phượng Hoàng là màu tím nhạt vì Tiểu Phượng Hoàng vẫn chưa trưởng thành. Đợi Tiểu Phượng Hoàng trưởng thành, máu của cô bé tất nhiên sẽ biến thành màu tím đậm. Vấn đề bây giờ là Tiểu Phượng Hoàng cho Mai Thi Dĩnh một giọt máu, rõ ràng là Tiểu Phượng Hoàng đã cho bí pháp khống chế tộc thần Phượng,
còn khống chế thế nào thì Triệu Ngũ Nguyên không đoán ra được. Nhưng chính vì như vậy, trong lòng hắn ta mới sợ hãi. Hắn ta cũng hết cách chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn, không thể giải quyết. Triệu Ngũ Nguyên nghĩ rồi cũng đành chấp nhận số phận, dù sao bọn họ không chọc được vào Dương Bách Xuyên, nên cũng sẽ không làm gì với Mai Thi Dĩnh. Nói sâu xa hơn, Mai Thi Dĩnh cũng là thành viên của tộc Thần Phượng, chỉ cần để tộc Thần Phượng phát triển, vậy cũng không có gì. Sau khi nghĩ thông suốt, Triệu Ngũ Nguyên lại thấy thoải mái trong lòng, yên lặng đợi ba người Dương Bách Xuyên và Mai Thi Dĩnh ra ngoài. Hắn ta quay đầu nhìn, thấy một giọt máu màu tím nhạt của Tiểu Phượng Hoàng cũng đã bay vào ấn đường của Mai Thi Dĩnh. Sau đó, cả người Mai Thi Dĩnh bùng lên ánh sáng màu tím. Ngay sau đó, một tiếng phượng vang lên từ trong người Mai Thi Dĩnh, sau lưng nàng hiện ra một ảo ảnh Phượng Hoàng. Ảo ảnh Phượng Hoàng này không giống với ảo ảnh của Triệu Ngũ Nguyên và tộc Thần Phượng của bọn họ, nó trông chân thật hơn, giống như một Phượng Hoàng chân chính. Giờ phút này, Dương Bách Xuyên lại vung tay thu hồi kết giới. Nháy mắt kết giới biến mất, Phượng Hoàng sau lưng Mai Thi Dĩnh tản ra ánh sáng ngũ sắc, trong phút chốc khuếch tán, bao phủ lên tất cả mọi người có mặt. Nhưng đám người Triệu Ngũ Nguyên lại thay đổi sắc mặt, bởi vì bọn họ cảm nhận được một uy áp trời đất, đè nén bọn họ tới mức không thở nổi. Nguy hiểm hơn là dưới uy áp này, người của tộc Thần Phượng phát hiện toàn thân bọn họ đều bắt đầu mềm nhũn, một nỗi sợ hãi dâng lên từ tận sâu trong đáy lòng, giống như huyết dịch trong người của bọn họ sẽ nổ tung bất cứ lúc nào. Bọn họ biết rất rõ nếu như máu chảy ra sẽ có hậu quả thế nào đối với người của tộc Thần Phượng bọn họ, đó là phải chết. Lúc này, cuối cùng đám người Triệu Ngũ Nguyên cũng biết thứ Tiểu Phượng Hoàng giao cho Mai Thi Dĩnh là cái gì rồi, mẹ nó đây hoàn toàn không phải khống chế, mà là bí pháp có thể giết chết người. Phịch phịch, đám người Triệu Ngũ Nguyên đều quỳ rạp xuống đất, cơ thể mềm nhũn, giống như rắn uống phải rượu hùng hoàng. Dương Bách Xuyên cười tươi, nhìn sự thảm hại của đám người Triệu Ngũ Nguyên, lại nhìn Mai Thi Dĩnh, nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm. Quả thật Tiểu Phượng Hoàng đã cho Mai Thi Dĩnh một giọt Phượng Hoàng thuần huyết chân chính, cộng thêm một đoạn mật chú chỉ Phượng Hoàng mới đã có thể quyết định sự sống chết của tộc Thần Phượng. Điều này sẽ khiến Mai Thi Dĩnh có thể khống chế tộc Thần Phượng. Mai Thi Dĩnh có thể khống chế tộc Thần Phượng tất nhiên là chuyện tốt đối với hắn, trong người dù sao Mai Thi Dĩnh cũng có máu Thần Phượng, việc tu hành sau này vẫn là ở tộc Thần Phượng sẽ có ích hơn đối với nàng. Mỗi người đều sẽ có cơ duyên của mình và con đường mình phải tự đi, Dương Bách Xuyên cho rằng đây chính là con đường của Mai Thi Dĩnh. Trong lòng, Dương Bách Xuyên càng hy vọng người bên cạnh hắn cũng có thể đi con đường của riêng mình, chứ không phải đều đi sau hắn. Nếu như vậy, mặc dù bọn họ đều bình an, nhưng lại bị giới hạn thành tựu. Mai Thi Dĩnh quản lý tộc Thần Phượng coi như là tự lập môn hộ, đây là chuyện tốt, bởi vì từ nay về sau, nàng sẽ có tư tưởng độc lập riêng, có thể tu hành tốt hơn, có thể đi càng xa hơn. Hơn nữa Dương Bách Xuyên biết một giọt tinh huyết mà Tiểu Phượng Hoàng ban cho Mai Thi Dĩnh không chỉ có thể khống chế tộc Thần Phượng, còn có thể khiến huyết mạch Phượng Hoàng trong người Mai Thi Dĩnh tiến thêm một bước nữa. Dù sao tộc Thần Phượng cũng là tồn tại nửa người nửa yêu, tu luyện dựa vào huyết mạch Phượng Hoàng trong người càng cao, tu vi sẽ càng cao, tất nhiên thực lực sẽ càng mạnh mẽ. Quả nhiên lúc này, Mai Thi Dĩnh phát ra tiếng thét dài, chíp. Đây là một tiếng kêu vô cùng giống Phượng Hoàng. Ngay sau đó, trên người Mai Thi Dĩnh đã có sự thay đổi. Trong mắt Dương Bách Xuyên, Mai Thi Dĩnh đã bán yêu hóa. Sau lưng nàng lại mọc ra một đôi cánh Phượng Hoàng, trên mặt cũng xuất hiện từng hoa văn. Nhìn kỹ thì đúng là những minh văn trên đầu Phượng Hoàng. Sau mấy phút, tất cả mọi người thấy Mai Thi Dĩnh biến thành bán yêu Phượng Hoàng, đương nhiên tổng thể vẫn là con người. Sau lưng mọc cánh, đôi tay biến thành móng vuốt Phượng Hoàng. Ngoài xuất hiện hoa văn ra, trên trán nàng còn có một hoa văn chữ vương rất rõ ràng, dưới ánh sáng tím chiếu rọi, cả người nàng trở nên vô cùng thần thánh. Lúc này mọi người đều nhìn về phía Mai Thi Dĩnh. Lại phát hiện xung quanh Mai Thi Dĩnh có từng linh khí trời đất gần như thực chất hóa chui vào trong người nàng. Khóe miệng Dương Bách Xuyên mỉm cười, không ngờ một giọt tinh huyết của Tiểu Phượng Hoàng không những khiến Mai Thi Dĩnh có được bí pháp khống chế tộc Thần Phượng, còn khiến nàng trực tiếp thăng cấp, từ khí tức đại thừa cảnh sơ kỳ bắt đầu leo lên, bước vào đại thừa cảnh trung kỳ, tiếp tục tiến tới. Lâu sau, tu vi của Mai Thi Dĩnh vào thẳng tu vi đại thừa cảnh hậu kỳ, lúc này mới dừng lại. Sau khi khí tức trên người Mai Thi Dĩnh tan ra, ánh sáng quanh người biến mất, khí tức thu liếm, thân thể bán yêu cũng khôi phục bình thường. Lúc này đám người Triệu Ngũ Nguyên mới cảm nhận được uy áp bao phủ trên người tan đi, từng người đều kính sợ nhìn Mai Thi Dĩnh.
Ngay sau đó, Triệu Ngũ Nguyên bước tới chúc mừng Mai Thi Dĩnh đầu tiên, tiếp theo là tất cả tộc thần phượng. Thấy vậy, Dương Bách Xuyên yên tâm rồi, hắn biết sau này tộc thần phượng sẽ hoàn toàn nằm trong sự khống chế của Mai Thi Dĩnh. Chuyện này coi như đã kết thúc. Lúc trước, Dương Bách Xuyên và Phong Tiên đã bàn bạc tiến vào tiên phủ cửu vĩ, hoặc nói là phủ đệ của sư nương hắn. Lúc đi, Dương Bách Xuyên để Mai Tỷ ở lại tộc thần phượng, cho hai tỷ muội Mai ra thời gian ôn chuyện. Mai Tỷ vốn muốn đi cùng nhưng Dương Bách Xuyên chỉ dẫn chồn nhỏ theo, để Mai Tỷ ở lại trợ giúp Mai Thi Dĩnh quản lý cả tộc thần phượng. Mặc dù đám người Triệu Ngũ Nguyên đã thần phục Mai Thi Dĩnh, nhưng cả tộc thần phượng vẫn còn rất nhiều người, các phương diện đều cần cân đối, có Mai Tỷ ở đây cũng tốt. Lúc rời đi, Dương Bách Xuyên dẫn chồn nhỏ đi cùng, bên cạnh còn có Tiểu Phượng Hoàng, dù sao Tiểu Phượng Hoàng còn có mắt tử đồng, Phong Tiên nói đủ, chính là nói mắt tử đồng. Tiên phủ cửu vĩ mà Phong Tiên nói nằm ở phía nam của Tiểu Yêu Giới, mặc dù cả Tiểu Yêu Giới là một thế giới, nhưng lại không quá rộng lớn. Ba người Dương Bách Xuyên, Phong Tiên và Tiểu Phượng Hoàng chỉ mất ba canh giờ đã đến địa bàn của cửu vĩ yêu đế. Vị trí ở ngọn núi lớn sương mù bao phủ. Phong Tiên nhìn sương mù mờ mịt nói, thứ chúng ta đang thấy thực ra đều tính là địa bàn của cửu vĩ yêu đế, trong sương mù mờ mịt là dãy núi vô cùng khổng lồ. Tiên phủ cửu vĩ ẩn giấu ở trên một ngọn núi lớn sâu trong dãy núi. Đương nhiên chỉ là sơn môn, có tiên trận chân chính bảo vệ, rất nhiều người muốn bước vào sương mù cũng là chuyện khó. Lần trước, tỷ tỷ đã quanh co rất lâu mới đến được chỗ cổng tiên phủ cửu vĩ. Dương Bách Xuyên không phải lần đầu xông vào tiên phủ tiên động. Tất nhiên hiểu nó không đơn giản, bèn hỏi, bên trong e là không đơn giản. Phong Tiên khen ngợi, Xuyên đệ đệ thông minh, quả thật sau khi bước vào sương mù, chúng ta phải đi bộ 3.000 dặm, xuyên qua dãy núi mù mịt. Những sương mù này là chướng khí trong dãy núi, còn ẩn giấu pháp trận kỳ kiệu bên trong, cho nên đã ngăn cách thần thức, tầm nhìn không xa, gần như có thể không tính đến, cho dù là tu vi của tỷ tỷ cũng chỉ có thể nhìn rõ khoảng 100 mét. Trong dãy núi có yêu thú. Cũng có đủ các loại môi trường ác liệt, đương nhiên những điều này đều là chuyện nhỏ, tỷ tỷ sẽ dẫn đệ đến cổng tiên phủ cửu vĩ trong thời gian nhanh nhất. Thử thách chân chính chờ đợi chúng ta là ở trong tiên phủ cửu vĩ, cho nên trên đường không cần lo lắng. Chúng ta không thể trực tiếp bay vọt qua đó à? Dương Bách Xuyên hỏi. Phong Tiên cười, lắc đầu nói, không được, sương mù ở đây chứa trận pháp, phi hành trên trời không thấy rõ bên dưới, sẽ lạc đường. Sự kỳ diệu của trận pháp chính là biến hóa. Dù định vị phương hướng rồi, cuối cùng vẫn càng đi càng xa, cho nên chúng ta trực tiếp đi bộ đến đó. Dương Bách Xuyên gật đầu, nói, cũng đúng, ta từng xông vào một số tiên phủ tiên động, rất nhiều nơi quả thật có tồn tại huyễn trận mơ hồ, có lúc không phải tu vi cao là có thể vượt qua, con đường duy nhất chính là phá trận pháp. Chưa nói có thể phá trận hay không, cho dù có thể phá trận, thời gian tiêu tốn cũng đủ để chúng ta trực tiếp đến tiên phủ cửu vĩ rồi. Phong Tiên lắc đầu nói. Dừng một lát, nàng ta lại tiếp tục, Xuyên đệ đệ, tỷ tỷ nói thêm một câu, tiên phủ cửu vĩ là phủ yêu đế chân chính, vượt xa phủ đệ tiên gia bình thường. Cho nên sau khi đến nơi, chúng ta phải nâng cao tinh thần lên gấp 12 vạn lần, tuyệt đối không thể sơ suất. Người có thể được xưng là tiên đế yêu đế một phương, cho dù ở tiên giới cũng là nhân vật đếm trên đầu ngón tay, mặc kệ là lúc nào cũng không thể thiếu cảnh giác. Nếu không cho dù là tỷ tỷ thì cũng không thể bảo vệ được đệ. Nhất là sau khi đến tiên phủ cửu vĩ. Nếu gặp phải nguy hiểm, có lúc còn không tự lo được cho chính mình. Dương Bách Xuyên biết ý nghĩa lời nhắc nhở của Phong Tiên là ý tốt, hy vọng hắn không thể tự đại, lúc nào cũng phải đề cao cảnh giác, nên hắn gật đầu tỏ ý đã hiểu. Sau đó Phong Tiên đi đầu dẫn đường, chồn nhỏ ngồi trên vai Dương Bách Xuyên, trong tay kéo Tiểu Phượng Hoàng, hai lớn một nhỏ, một chồn nhỏ bước vào dãy núi phủ đầy sương mù. Vốn tưởng sẽ gặp rất nhiều phiền phức. Nhưng sau khi có Phong Tiên dẫn đường, tất cả lại rất thuận lợi. Theo lời Phong Tiên nói, lần trước nàng ta đến coi như đã tìm được một con đường tắt khá an toàn, cả đường đi thi thoảng sẽ gặp vài chỗ hiểm yếu và yêu thú, nhưng đều bị Phong Tiên dễ dàng giải quyết. Bọn họ chỉ tốn nửa tháng đi bộ trong dãy núi sương mù 3.000 dặm, cuối cùng đã đến điểm đích. Cả đường đi coi như thuận lợi. Đương nhiên Dương Bách Xuyên biết rõ nguy hiểm đều bị Phong Tiên giải quyết rồi, hắn chỉ đi theo sau giống như người qua đường. Không hề ra sức. Sau khi chia xa khoảng 200 năm, sự trưởng thành của Phong Tiên đã vượt xa tưởng tượng của hắn, theo lời của bản thân Phong Tiên, bây giờ nàng ta là cấp bậc tán tiên ngũ chuyển, hoặc nói là cấp bậc chân tiên, nhưng Dương Bách Xuyên nghĩ chắc chắn không chỉ có vậy. Bởi vì cả đường đi,
Thủ đoạn phong tiên thi triển ra khiến hắn mở rộng tầm mắt, đã có hiểu biết càng sâu sắc hơn với sinh linh của tiên giới. Trong lòng hắn thầm nhắc nhở bản thân, sau này tuyệt đối không thể xem thường sinh linh thật sự đến từ tiên giới, nếu không đến lúc đó hắn sẽ phải chịu thiệt lớn. Điểm đích tất nhiên là tiên phủ cửu vĩ, cũng là tiên phủ tu luyện của sư nương hắn, nhưng lời nói lúc trước của lão đầu khiến hắn rất phiền muộn. Bởi vì lão đầu từng nói, ông hoàn toàn chưa từng đến tiên phủ cửu vĩ, chỉ là biết sư nương cửu vĩ này sống ở tiểu yêu giới. Nếu không tiên phủ cửu vĩ đối với hắn chẳng khác nào vào nhà của chính mình, có bảo vật gì ở bên trong mà không phải là của hắn. Sao lại để phong tiên trà trộn vào trong được? Đương nhiên Dương Bách Xuyên không hề nói với phong tiên chuyện tiên phủ cửu vĩ là nhà của sư nương hắn. Trong lòng Dương Bách Xuyên biết rõ, lão đầu tuyệt đối sẽ không để phong tiên lấy đồ quan trọng ra khỏi tiên phủ cửu vĩ. Đây là sự hiểu biết của hắn về lão đầu, cho nên sau khi nghĩ đến những điều này, tâm trạng của Dương Bách Xuyên rất tốt. Hắn không hề lo lắng mình sẽ không có thu hoạch ở tiên phủ cửu vĩ. Cổng tiên phủ cửu vĩ quả thật là ở trên một ngọn núi lớn như phong tiên nói. Nói chính xác chỉ là một môn hộ trên ngọn núi thẳng đứng như mặt gương bị đao kiếm chém bằng. Đá trên núi có màu xanh, núi lớn tràn ngập vầng sáng màu xanh nhạt, cao khoảng trăm trượng, rộng khoảng trăm trượng, vuông vắn. Nếu là hình tròn, thì nhìn từ xa sẽ giống một mặt gương lớn. Trên đó có từng minh văn ảm đạm hiện ra, giống như hoa văn tự nhiên mọc trên tảng đá, đẹp đẽ và thần bí. Cửu Nhi tỷ tỷ, chính là nơi này à? Dương Bách Xuyên nhìn ngọn núi giống mặt gương, vừa hỏi vừa tiến về phía trước. Lúc này Phong Tiên vội vàng kêu lên, Xuyên đệ đệ đừng qua đó, nơi này chính là môn hộ của tiên phủ cửu vĩ, đệ đừng lỗ mãng tới gần, mỗi một minh văn trên ngọn núi đều chứa đựng sức mạnh vô cùng mạnh mẽ, chạm vào là nổ, cho dù là tỷ tỷ cũng phải né tránh, không dám cố chạm vào. Bây giờ điều chúng ta cần làm là tìm cách phá giải đại trận, cưỡng chế xông vào hoàn toàn không dùng được. Mặc dù nghe đồn cửu vĩ yêu đế đã rời khỏi tiểu yêu giới từ lâu, nơi này vẫn luôn bỏ hoang, nhưng uy lực đại trận môn hộ của tiên phủ cửu vĩ vẫn luôn tồn tại, vô số năm nay có quá nhiều tu sĩ của tiểu yêu giới mất mạng tại đây. Đệ hãy nhìn bên dưới ngọn núi. Phong Tiên bảo Dương Bách Xuyên nhìn bên dưới của ngọn núi. Nghe vậy, Dương Bách Xuyên nhìn theo ánh mắt của Phong Tiên. Ngay sau đó hắn phải hít ngược khí lạnh. Ui! Trong đống lá khô và bùn đất bên dưới ngọn núi có ánh sáng trắng như ẩn như hiện. Nhìn kỹ thì thấy những ánh sáng trắng không phải cái gì khác, mà chính là xương người. Xương người chất như núi. Không biết trôi qua bao nhiêu năm tháng, chúng vẫn lấp lóe ánh sáng, vẫn chưa phân hủy, còn mang theo ánh sáng nhạt, điều này chứng tỏ tu sĩ chết ở đây đều có tu vi không yếu. Khỏi cần nghi ngờ. Những người này là muốn vào tiên phủ cửu vĩ, kết quả lại chôn thân dưới đại trận. Đây, đúng là... Dương Bách Xuyên muốn cảm thán, nhưng lại không biết nên nói gì. Trong trăm trượng, toàn là xương người. Rốt cuộc có bao nhiêu người mất mạng ở đây? Là mấy nghìn, hay là mấy vạn, thậm chí là mấy chục vạn. Tóm lại trông hơi đáng sợ. Có điều Dương Bách Xuyên biết, đây chính là lòng người không biết đủ, là hậu quả của tham dục quá nặng. Những người này muốn tiến vào tiên phủ cửu vĩ, nhưng lại không có năng lực chống đỡ công kích của trận pháp, cuối cùng đều chết dưới uy lực của đại trận. Dương Bách Xuyên lại tăng thêm hai lời cảnh cáo với bản thân, thứ nhất, làm việc không thể lỗ mãng, thứ hai, khống chế tham dục của bản thân. Nếu không sẽ có kết cục giống những người này. Trong mắt Tiểu Phượng Hoàng và Chồn Nhỏ cũng có vẻ kinh ngạc, Dương Bách Xuyên nói, Chồn Nhỏ, San Hồng, phải nhớ kỹ xương trắng chất như núi này, bọn họ đều chết vì tham lam. Sau này các muội nhất định phải khống chế tham dục của bản thân, đối mặt với thiên tài địa bảo gì cũng không thể lỗ mãng, người có năng lực thì sẽ có được, năng lực không đủ đừng cưỡng cầu, đạo tu luyện sống lâu, sống thì mới có thể đi càng xa. Đây đều là người tu vi không tầm thường, không phải người phàm, bọn họ cũng có thể biến thành xương trắng như núi, uy lực đại trận này không cần nói cũng biết, tuyệt đối không thể hành sự nghịch thiên. Chít chít, biết rồi ca ca, Chồn Nhỏ và Tiểu Phượng Hoàng đáp. Lúc này, Phong Tiên cười nói, Xuyên đệ đệ cũng đừng để trong lòng quá, người chết ở đây, theo tỷ tỷ thấy hoặc là kẻ liều lĩnh, hoặc là tham dục quá nặng, hoặc chính là không hiểu trận pháp, nếu không cũng sẽ không biến thành xương trắng. Chúng ta đến đây, tất nhiên tỷ tỷ có cách phá trận để vào trong. Làm sao phá? Dương Bách Xuyên nhìn Phong Tiên, hỏi. Phong Tiên nói, trận pháp này là trận pháp gì, nói thật tỷ tỷ thật sự không nhìn ra được, nhưng cũng đã tìm được một góc phá giải. Đủ cho chúng ta vào trong,
cho nên lần này tỷ tỷ mới nhờ ngươi bảo tiểu Phượng Hoàng đến tộc thần Phượng lấy mắt Phượng Hoàng. Lần trước tỷ tỷ vào trong tìm được lỗ hổng của trận pháp, có thể cưỡng ép phá vỡ một góc, nhưng cần mắt Phượng Hoàng của tiểu Phượng Hoàng trợ giúp mới có thể mở trận pháp trong thời gian ba hơi thở. Đến lúc đó chúng ta sẽ có thời gian ba hơi thở vào cửu vĩ tiên phủ, ta nghĩ có lẽ sẽ đủ, đến lúc đó ngươi chỉ cần giúp ta, nhưng sau thời gian ba hơi thở, trận pháp chắc chắn sẽ phản phệ, đến lúc đó tỷ tỷ cũng không thể cam đoan có thể toàn thây trở ra, nên chúng ta phải nắm bắt thời gian. Được, ngươi sắp xếp đi ta sẽ phối hợp. Dương Bách Xuyên cũng không biết Phong Tiên tìm được sơ hở gì của trận pháp, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Đối với trận pháp này thật ra hắn cũng không hiểu rõ. Dù sao cũng là tiên trận, nếu là tiên phủ của cửu vĩ yêu đế, phá không ra nhìn không thấu cũng là chuyện bình thường. Trong lúc nói chuyện, Dương Bách Xuyên trao đổi với lão già. Lão già, cách mà Phong Tiên nói có ổn không? Môn hộ đại trận ở chỗ này của sư nương rốt cuộc là trận pháp gì vậy? Dương Bách Xuyên biết sư phụ nhất định sẽ cho hắn đáp án, bởi vì cửu vĩ tiên phủ là tiên phủ của sư nương hắn. Quả nhiên nghe thấy lão già mang theo một tia thương cảm nói, trận này tên là... Chính là đại trận mà vi sư dựa vào thượng cổ đại trận để đặc biệt nghiên cứu cho sư nương con, không ngờ nàng ấy vẫn còn dùng. Sau khi cảm khái, Vân Thiên Tà dừng lại một chút rồi nói tiếp, cách của tiểu ong mật này cũng đúng, nhưng phải khống chế tốt thời gian, sau ba hơi thở quả thực có phản phệ mạnh mẽ, dù là tiểu ong mật cũng khó mà ngăn chặn được. Lão già, nếu trận pháp này là do người tạo ra, vậy người nhất định phải có cách tiến vào trong chứ. Mau truyền cho con đi, để bọn con không gặp nguy hiểm. Dương Bách Xuyên nghe sư phụ Vân Thiên Tà nói xong, trong lòng mừng rỡ. Vân Thiên Tà nói, vi sư, khụ khụ, bây giờ cũng không có cách nào, trận pháp này đã kéo dài rất lâu rồi, đương nhiên đã được sư nương cải tiến, bí pháp vào trận mà vi sư nắm trong tay chưa chắc dùng được, nếu làm không tốt còn có tác dụng ngược, vẫn nên dùng cách của tiểu ong mật đi, chỉ cần nàng ta có thể tìm ra sơ hở là có thể vào trong. Vi sư nghĩ cách của tiểu ong mật hẳn là từ vị trí của thiên địa cũng là càn khôn. Đến lúc đó càn khôn điên đảo, chỉ cần dùng mắt Phượng Hoàng của tiểu Phượng Hoàng tìm kiếm điểm cân bằng trong thiên địa. Đến lúc đó càn khôn phá ỡ sẽ có sức mạnh pháp tắc ngũ hành mạnh mẽ xuất hiện, chỉ cần dùng thần hỏa của tiểu Phượng Hoàng quét sạch, tìm ra điểm cân bằng, từ đó tiến vào tiên phủ. Dương Bách Xuyên nghe lão già nói, cũng không nhiều lời nữa, hắn biết trạng thái bây giờ của lão già chỉ là một tia tàn hồn, không có tiên thể, muốn làm chuyện gì cũng khó. Thời điểm này quả thật không thể không nhờ vào cách của yêu tiên chân chính là Phong Tiên, dù sao bọn họ cũng phải tiếp xúc với đại trận thực sự, không phải ảo cảnh. Trong lúc trao đổi với lão già, Phong Tiên cũng nói, ta sẽ mở ra thiên địa, sau đó tiểu Phượng Hoàng hãy dùng lửa Phượng Hoàng đốt cháy nó, tìm ra điểm cân bằng của thiên địa, đến lúc đó ta sẽ mở ra trận pháp, xuyên đệ đệ, đệ hãy quan sát từ phía, trong lúc tỷ tỷ thi pháp không thể bị làm phiền. Được Dương Bách Xuyên đồng ý, nói với tiểu Phượng Hoàng, San Hồng cẩn thận chút. Vâng, ca ca yên tâm, tiểu Phượng Hoàng gật đầu. Khi luồng sức mạnh đầu tiên rơi xuống, phát ra một tiếng nổ vang. Dương Bách Xuyên đứng bên cạnh quan sát, nhìn thấy từng dòng chữ trên toàn bộ ngọn núi dường như trở nên sống động, từ mờ sang sáng, tỏa ra ánh sáng màu xanh lam rực rỡ. Hơi thở mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện, mà Phong Tiên khua tay càng lúc càng nhanh. Trong nháy mắt, Phong Tiên đánh ra mấy trăm luồng sức mạnh vào ngọn núi. Sau đó nói với tiểu Phượng Hoàng mau ra tay. Trong lúc Phong Tiên nói chuyện, hai tay nàng ta phát ra hai cột ánh sáng lớn liên tiến bắn vào ngọn núi, hoặc cũng chính là trận pháp, trông có vẻ đang cố hết sức bảo tiểu Phượng Hoàng mau ra tay. Lúc này tiểu Phượng Hoàng gầm lên một tiếng biến về bản thể Phượng Hoàng, toàn thân rực lửa bay lên trời, há miệng hướng về phía ngọn núi, phun ra một ngọn lửa Phượng Hoàng màu tím giữa hai cột sáng của Phong Tiên. Bùm! Ngọn lửa của tiểu Phượng Hoàng đốt cháy ngọn núi, sau một tiếng nổ nặng nề, Dương Bách Xuyên nhìn thấy một đường màu xanh xuất hiện trong ngọn lửa. Mở! Lúc này vẻ mặt Phong Tiên vui vẻ, hướng về phía ngọn lửa đang rực cháy của tiểu Phượng Hoàng hét một tên, hai cột sáng trên tay nàng ta đột nhiên hợp lại trên một đường màu xanh lục. Trong phút chốc, ánh sáng xanh bùng lên, một cánh cổng màu xanh xoay tròn xuất hiện, Dương Bách Xuyên dường như nhìn thấy bên trong có một không gian xanh tươi tốt, giống như một thế giới nhỏ bé. Hắn biết Phong Tiên và Tiểu Phượng Hoàng đã mở được cánh cổng dẫn vào cửu vĩ tiên phủ. Mau vào. Lúc này chỉ nghe thấy Phong Tiên nói, ra hiệu cho Dương Bách Xuyên tiến vào trong. Dương Bách Xuyên chờ đợi đã lâu, đương nhiên biết thời gian gấp rút, bọn họ chỉ có thời gian ba hơi thở, không dám trì hoãn,
lắc người một cái biết thành hư ảnh cùng với chồn nhỏ nhảy vào cánh cửa màu xanh, biến mất ngay lập tức. Sau đó Tiểu Phượng Hoàng và Phong Tiên cũng lần lượt vào trong. Thời gian vào đến bên trong quả thực mất ba hơi thở, vừa vặn. Sau khi bọn họ vào trong, những dòng chữ khác trên núi cũng dần mờ đi, trở về hình dáng ban đầu, như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Dương Bách Xuyên đặt chân xuống đất, sau lưng hắn có hai luồng sáng lóe lên, Tiểu Phượng Hoàng và Phong Tiên xuất hiện, ba người gần như đồng thời đi vào. Chi chi! Lúc này chồn nhỏ trên vai Dương Bách Xuyên kêu lên một tiếng rồi nhảy vọt ra ngoài. Chồn nhỏ quay lại. Dương Bách Xuyên lo lắng, sợ chồn nhỏ lỗ mảng sẽ gây ra biến cố gì đó, bọn họ chỉ vừa vào cửu vĩ tiên phủ, còn chưa đứng vững gót chân, cũng chưa xem xét tình hình, không biết hoàn cảnh ở đây thế nào, có cái gì tồn tại mà chồn nhỏ lại vọt đi như vậy, lỡ như ở đây có sinh linh mạnh mẽ nào đó tồn tại sẽ thiệt thòi lớn. Phải biết rằng nơi này là tiên phủ cấp bậc yêu đế. Tuy rằng Phong Tiên nói cửu vĩ yêu đế đã rời khỏi đây từ lâu, nhưng lời đồn chung quy vẫn là lời đồn, vẫn chưa được chứng thực. Lỡ như cửu vĩ yêu đế vẫn còn tồn tại trong tiên phủ thì sao? Nói không chừng chồn nhỏ sẽ gặp rắc rối lớn, tất cả mọi người cũng xui xẻo theo. Cấp bậc yêu đế, tuy Dương Bách Xuyên không hiểu rõ lắm, không biết rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào, nhưng chắc chắc là một sự tồn tại vô cùng huyền diệu. Giết bọn họ có lẽ cũng chỉ là chuyện nhỏ. Đương nhiên cửu vĩ yêu đế là sư nương của hắn, nhưng sư nương người ta không biết hắn. Không sao, chỉ là một cây linh quả. Không có nguy hiểm gì. Phong Tiên đi tới nói. Lúc này Dương Bách Xuyên cũng đã thấy chồn nhỏ nhảy tới một cái cây linh quả cách bọn họ mấy chục thước. Lá cây màu trắng, thân cây màu đỏ, mọc đầy những quả linh quả ngoại hình trông giống như cà. Quả có màu tím nhạt, trông giống cà tím. Nhưng từ xa cũng đã ngửi thấy một mùi thơm dễ chịu. Dương Bách Xuyên cười khổ, hắn biết chồn nhỏ này thích ăn uống, nhìn thấy linh quả liền không thể kiềm chế được. Hắn cũng không thấy gì nguy hiểm nên không quan tâm nữa mà bắt đầu quan sát hoàn cảnh xung quanh. Lúc này mới phát hiện nơi bọn họ đứng dường như nằm trong cốc của một ngọn núi. Khắp núi đều là những loài thực vật không biết tên, muôn màu muôn vẻ, hai bên sơn cốc cũng có rất nhiều linh quả, hơn nữa linh khí dồi dào, nhưng so với thế giới bên ngoài thì những linh quả linh thụ này đều là bảo vật của thiên địa. Đây có vẻ chỉ là một sơn cốc bình thường, cũng không biết bên ngoài sơn cốc sẽ như thế nào. Nơi này trời xanh mây trắng, nhưng mặt trời và mặt trăng lại tồn tại cùng nhau. Phong Tiên lên tiếng, nhật nguyệt đồng huy, bất phân ngày đêm, tồn tại vĩnh hằng, chính là cửu vĩ tiên phủ, linh khí tràn đầy, thậm chí còn có tiên linh lực tồn tại, không hổ là phủ của tiên nhân. Nơi này có lẽ chỉ là rìa thôi, ta sẽ xem xét từ trên không. Dương Bách Xuyên nói xong bay lên trời, không gian ở đây không có giới hạn sức mạnh, Dương Bách Xuyên chỉ trong nháy mắt đã bay lên trời cao. Sau đó trong mắt hắn tràn đầy kinh ngạc. Hắn phát hiện ở đây có một tòa phủ đệ rất lớn, mà sơn cốc nơi bọn họ đứng nằm ở phía sau hoa viên của phủ đệ ấy. Xa xa, hắn nhìn thấy cung điện lầu các, hợp với trận pháp, ở phía xa xa có sương mù dày đặc, dường như là một thế giới nhỏ khép kín. Cả thế giới nhỏ này chính là một tòa tiên phủ, hoặc là nói tòa tiên phủ này chính là một thế giới. Đây là cửu vĩ tiên phủ. Cho nên Dương Bách Xuyên rất cảm khái. Không hổ là tiên phủ cấp bậc yêu đế, không hổ là phủ của sư nương hắn, chỉ có hai chữ hùng vĩ. Vốn dĩ hắn muốn phóng thần thức đi thăm dò thử, nhưng nơi này ngăn cách thần thức, lại là nơi có sức mạnh pháp tắc hạn chế, Dương Bách Xuyên đáp xuống đất. Phong Tiên hỏi, quan sát thấy gì rồi? Cả thế giới ở đây chính là một tòa phủ lớn. Dương Bách Xuyên nói những gì mình thấy với Phong Tiên. Phong Tiên nghe xong đáp, cũng bình thường thôi, dù sao đây cũng là phủ đệ của yêu đế. Một nơi như vậy ở hạ giới cũng đã đủ hùng vĩ rồi, đúng rồi, có nhìn thấy sinh linh nào tồn tại không? Dương Bách Xuyên lắc đầu nói, không có, không cảm nhận được hơi thở gì, nhưng chúng ta cẩn thận thì hơn. Đúng vậy, vậy chúng ta ra khỏi sơn cốc xem thử, nếu nơi này đã là hậu hoa viên, vậy cũng không có sơn môn gì, xem như là bớt việc. Phong Tiên nói rồi dẫn đầu ra khỏi sơn cốc. Dương Bách Xuyên nắm tay Tiểu Phượng Hoàng, gọi chồn nhỏ về, đi theo Phong Tiên. Chồn nhỏ nằm trên cây linh quả có chút không tình nguyện xuống, Dương Bách Xuyên cười mắng, đúng là ham ăn, đi thôi, ra khỏi sơn cốc còn có nhiều linh quả tốt hơn chờ ngươi, trước khi đi ta sẽ thu những linh quả này vào bình càn khôn, đảm bảo cho ngươi ăn no. Chi chi chi, chồn nhỏ phát ra tiếng kêu vui vẻ, nhảy lên vai Dương Bách Xuyên. Sơn cốc không dài lắm, 5-6 phút sau Dương Bách Xuyên,
Tiểu Phượng Hoàng và Phong Thiên đã ra được bên ngoài. Trước mắt bọn họ là một tòa cung điện. Cung điện này cao khoảng 30 mét, vô cùng to lớn. Không có tường vây gì cả, chỉ là một tòa cung điện lẻ loi cách bọn họ chừng 100 mét. Cây ếch đến trước cung điện, Dương Bách Xuyên nhìn thấy trên cổng cung điện có một tấm bảng, trên đó có ký hiệu của yêu tộc, nhưng hắn không đọc được. Nhưng bên cạnh hắn có một yêu tiên. Cửu Nhi tỷ tỷ, trên tấm bảng này viết gì vậy? Dương Bách Xuyên trực tiếp hỏi. Ba chữ Thủy Thần Cư, đây là văn tự của yêu tộc thượng cổ. Phong Thiên cau mày nói. Dương Bách Xuyên thấy nàng ta dường như biết một ít, liền nói, có nghĩa là gì? Phong Thiên trầm tư một lát mới nói, có một truyền thuyết không biết đúng hay sai, liên quan đến tộc cửu vĩ và thủy thần, bây giờ xem ra là thật rồi. Truyền thuyết gì? Dương Bách Xuyên tò mò hỏi. Phong Thiên chậm rãi nói, nghe đồn tộc cửu vĩ đứng đầu yêu đình thời viễn cổ, một trong những đại thần dưới quyền Đông Hoàng chính là yêu đình chân chính, được gọi là cửu vĩ thượng đế. Mà dưới quyền của cửu vĩ thượng đế có ba đại thần hộ pháp, một trong số đó là thủy thần. Thủy thần trong truyền thuyết có mình hổ, tám chân, tám đuôi, tám đầu, pháp lực vô biên, là một trong ba đại thần hộ pháp của cửu vĩ thượng đế, am hiểu việc điều khiển nước, hiệu lệnh nguyên tố nước thời gian, vô cùng tài giỏi. Các vị thần hộ pháp bên cạnh cửu vĩ thượng đế trước giờ đều đi theo cửu vĩ thượng đế như hình với bóng, cửu vĩ thượng đế cung ở đâu thì hộ pháp thần điện sẽ ở đó. Còn hai vị thần hộ pháp khác thì sao? Là ai? Dương Bách Xuyên rất hứng thú với truyền thuyết này. Phong Tiên nói, vị thần hộ pháp thứ hai là Sa Thi Thần, thực chất là một cặp thanh xà chống mái. Theo truyền thuyết thì Sa Thi Thần quấn trên tai của cửu vĩ yêu đế giống như một đôi khuyên tai, không ai biết họ có pháp lực thế nào, cũng không có bất cứ lời đồn nào liên quan, là sự tồn tại bí ẩn nhất trong ba vị thần hộ pháp của cửu vĩ thượng đế. Người cuối cùng là thần đế Giang, thân hình màu vàng, toàn thân đỏ sẫm như lửa, có sáu chân, bốn cánh, tinh thông ca múa, có lẽ có sức mạnh mê hoặc gì đó. Dương Bách Xuyên nghe xong cảm thấy kỳ lạ, nhưng hắn không quan tâm, dù sao đây cũng chỉ là lời đồn, hơn nữa họ là thần hộ pháp của cửu vĩ thượng đế, yêu đế thời viễn cổ, lão tổ tông của tộc cửu vĩ. Đến bây giờ không biết đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, họ cũng đã trở thành truyền thuyết, có lẽ không còn tồn tại nữa. Nhìn sắc mặt lo lắng của Phong Tiên, Dương Bách Xuyên cười ha ha nói, cửu nhi tỷ tỷ đừng lo lắng, đây đều là truyền thuyết, chỉ là một tòa cung điện mà thôi, không nói lên điều gì cả. Phong Thiên nói, cũng mong là ta nghĩ nhiều, nhưng chúng ta vẫn phải cẩn thận một chút, thế này đi, lát nữa sau khi vào đại điện chúng ta đều phải cẩn thận, nếu có gì không đúng thì lập tức rời đi. Được, Dương Bách Xuyên đáp. Phong Thiên lập tức tiến lên, thận trọng đánh ra một luồng sức mạnh vào cửa chính điện của Thủy Thần Cư. Dầm. Ngay sau đó cửa chính phát ra một tiếng động lớn rồi lại mở ra một cách dễ dàng. Điều này khiến Dương Bách Xuyên và Phong Thiên đều sửng sốt. Không ngờ Thủy Thần Điện khí thế hùng vĩ như vậy lại bị mở ra một cách dễ dàng, hoàn toàn không có bất kỳ phòng ngự gì. Sau khi sững sờ một hồi, hai người đi về phía đại điện. Vào trong đại điện, Dương Bách Xuyên, Phong Thiên và Tiểu Phượng Hoàng trở nên thật nhỏ bé, đại điện cao khoảng 30 trượng, độ cao lên đến 100 mét, thật sự quá rộng lớn. Xung quanh cũng rộng khoảng 30 trượng. Dương Bách Xuyên nghĩ đây có lẽ là sự khác biệt giữa yêu tộc và nhân tộc. Đến đại điện cũng xây dựng theo hình dáng cơ thế. Nhưng sau khi đi vào đại điện cũng rất đặc biệt, như thể đang đi trên mặt nước, một vực nước sâu thăm thẳm. Bọn họ xuất hiện trên mặt nước, nhưng lại cảm giác cứng rắn như mặt đất, cảm giác rất kỳ lạ, mà bốn phía cũng mông lung mờ mịt, như thể đang ở trong biển cả vô tận, nhìn không thấy điểm cuối. Cả đại điện đều rất u ám, không có thứ tồn tại. Cửu Nhi tỷ tỷ, nơi này làm sao vậy? Dương Bách Xuyên không nhịn được hỏi. Phong Tiên nói, e là có càn khôn khác, chúng ta cẩn thận chút đi. Phong Tiên cũng nhìn không thấu đại điện này, không hiểu hoàn cảnh ở đây thế nào. Hai người vừa nói chuyện thì phía sau có tiếng động lớn. Dương Bách Xuyên và Phong Tiên vội vàng nhìn lại, chỉ thấy cánh cửa chính điện phía sau họ đã đóng lại. Cả đại điện lập tức chìm vào bóng tối. Biến cố bất ngờ khiến ba người Dương Bách Xuyên đều kinh hãi. Đại điện vốn đã tối tăm sau khi đóng cửa liền tối đến nỗi khó mà nhìn thấy năm ngón tay. Cũng không thể dùng thần thức thăm dò, thị lực bình thường đương nhiên không thể nhìn thấy gì cả. Đúng lúc này, trong bóng tối vang lên một giọng nói tang thương, các tiểu bối, chào mừng đến với thế giới của bổn thần. Các ngươi có hai lựa chọn, một là tìm được bổn thần, sau đó đánh bại bổn thần.
hai là nếu không tìm thấy bổn thần hoặc là dù tìm thấy rồi mà không đánh bại được bổn thần thì các ngươi chỉ có một con đường, chết đuối trong thế giới của bổn thần. Ha ha ha, hàng vạn năm rồi, bổn thần cuối cùng không còn buồn tẻ nữa, bổn thần sắp điên mất thôi, ha ha ha. Giọng nói đột nhiên vang lên này khiến ba người Dương Bách Xuyên biến sắc, mấu chốt là căn bản không cảm nhận được giọng nói này phát ra từ đâu, hoàn toàn là xuất hiện từ bốn phương tám hướng. Nghe giống như một người bị giam giữ trong ngục vô số năm, không có ai để trò chuyện, không có tiếp xúc với bên ngoài, tâm lý trở nên vặn vẹo. Bây giờ đột nhiên có mấy người vào nhà giam, như thể gặp được con mồi, liền trở nên vô cùng kích động. Có cảm giác như mèo vờn chuột vậy. Còn nữa người này tự xưng là bổn thần, khẩu khí cũng lớn thật. Còn đưa ra hai lựa chọn, muốn ba người Dương Bách Xuyên tìm được hắn ta rồi đánh bại hắn ta, nếu không sẽ giết chết bọn họ. Đây là tình huống gì? Dương Bách Xuyên có chút không rõ ràng. Phong Tiên run rẩy nói, ngươi là ai? Ha ha ha, bổn thần chính là thủy thần dưới quyền của cửu vĩ thượng đế, các ngươi đừng lãng phí thời gian nữa, mau tìm bổn thần đi, chúng ta đánh một trận, ha ha ha. Trong giọng nói này còn có chút hưng phấn. Lúc này Dương Bách Xuyên bình tĩnh lại, trong lòng mắng một câu, biến thái. Đồng thời cũng có chút nghi ngờ, chẳng lẽ thực sự là thần hộ pháp của cửu vĩ thượng đế sao? Dương Bách Xuyên đương nhiên có chút không tin. Cho nên hắn hỏi sư phụ Vân Thiên Tà, nơi này là tiên phủ của sư nương, sư phụ chính là người hiểu rõ nhất. Sư phụ, giọng nói này thật sự của thủy thần dưới quyền cửu vĩ thượng đế sao? Dương Bách Xuyên hỏi. Chỉ nghe thấy giọng nói khinh thường của lão già vang lên trong tâm trí hắn, thủy thần chó má gì, cùng lắm chỉ là một hậu duệ của yêu tiên mà thôi, nói không chừng chỉ là phân thân. Dương Bách Xuyên nghe được giọng điệu khinh thường của lão đầu, trong lòng yên tâm hơn nhiều. Hắn hỏi, lão đầu, hậu duệ gì cơ? Cửu vĩ thiên đế chỉ có một mình cửu vĩ hồ lão tổ, phía dưới quả thật còn có tam đại hộ pháp, hơn nữa bên cạnh mỗi đời cửu vĩ yêu đế đều sẽ có hộ pháp, nhưng là hậu duệ của hộ pháp. Đương nhiên không phải là cái gì mà thần hay không thần, đây chỉ là một cách gọi để tự dát vàng lên mặt mình mà thôi. Thủy thần chỉ là một cách gọi khi được truyền thừa, hoặc nói đúng hơn là một chức vị, thế nên đừng để bị dọa sợ, vi sư có thể cảm nhận được nó cao nhất cũng chỉ là lục truyền, tương đương với kim tiên, không thể nào là hộ pháp chân chính, có lẽ là con cháu của hộ pháp. Xuất hiện ở đây là để các con tìm và đánh bại nó, chắc hẳn sư mẫu con đã có sắp xếp, con nói với tiểu ong mật đừng căng thẳng quá. Bởi vì trước kia từng nghe qua câu chuyện về hộ pháp của cửu vĩ thiên đế nên mới có định kiến sẵn, bởi vậy trong lòng đương nhiên là sợ hãi. Nếu cứ ở tình trạng này thì các con sẽ bị thủy thần đùa chết, mặc dù là con cháu thủy thần nhưng cũng là cao thủ không chế nước, nếu con không tìm thấy, đánh bại nó thì nó sẽ dìm chết các con, đồng tâm hiệp lực bắt một hậu duệ của thủy thần không phải là vấn đề. Lần này, vi sư sẽ không ra tay giúp con, cũng xem như cho con một lần thử thách, khảo nghiệm tổng hợp. Ba người các con, à đúng, cộng cả con chồn của con nữa, cũng xem như màn phối hợp giữa những tu sĩ cấp cao, rèn luyện tu vi thực lực. Vi sư rất chờ mong thành quả tu luyện của con, nhớ kỹ hãy dùng tất cả những bản lĩnh mà con học được để đối phó với hậu duệ thủy thần, đừng nghe nó dọa, nó chỉ là một dị thú hậu duệ mà thôi, không đến mức mạnh như vậy. Nghe lão đầu nói xong, Dương Bách Xuyên quả thật vô cùng nhẹ nhõm, bởi vì hắn đã đích thân giết chết thần phượng bà có cấp bậc lục truyền. Mà hiện tại, hậu duệ thủy thần mà lão đầu nhắc tới cũng có cùng cấp bậc, thực lực tương đương với kim tiên, thế nên Dương Bách Xuyên đã thả lỏng hơn, cấp lục truyền mà thôi, một mình con cũng có thể giết nó. Vừa dứt lời, trong đầu hắn đã vang lên một câu chửi mắng đầy giận dữ của lão đầu, tiểu tử vô liêm sỉ, khen một chút đã nghĩ mình giỏi thật à. Con cho rằng lục truyền thì giống nhau hết sao, tu sĩ lục truyền cỡ như thần phượng bà, cộng 10 bà ta lại cũng không phải là đối thủ của thiên địa dị thú. Nếu như con khinh địch thì cứ chờ chết đi, nhắc lại một lần nữa, đừng trông chờ vi sư sẽ giúp con, cứ biết thế nhé. Nói xong, Vân Thiên Tà tức giận biến mất. Dương Bách Xuyên hết sức xấu hổ, quả thực vừa rồi hắn có chút mất tập trung. Lão đầu đã nói không giúp rồi, Dương Bách Xuyên cũng không còn cách nào khác, điều duy nhất mà hắn có thể làm là phối hợp với Phong Tiên và Tiểu Phượng Hoàng để giải quyết vấn đề. Sau đó, Dương Bách Xuyên nói với Phong Tiên vẫn đang trong trạng thái hoảng loạn. Cửu Nhi tỷ tỷ không cần phải lo lắng, đây không phải thủy thần mà chỉ là con cháu của thủy thần thôi, cấp bậc mạnh nhất cũng chỉ lục truyền, chúng ta hợp lực với Tiểu Phượng Hoàng, chắc chắn sẽ bắt được nó. Phong Tiên nghe vậy thì sững người, nàng hỏi theo bản năng, sao đệ lại biết? Tỷ không cần quan tâm vì sao đệ biết,
dù sao cũng sẽ không sai, cái thứ đang lén lút giả thần giả quỷ kia không phải là thủy thần thật sự, tỷ chỉ cần biết ba người chúng ta đủ để đối phó với nó là được. Đợi lát nữa, tỷ và tiểu phượng hoàng, Trồn Nhi nghe chỉ huy của ta, chúng ta chắc chắn có thể tìm được con hàng này. Dương Bách Xuyên tràn đầy tự tin nói. Thật ra, hắn tự tin như vậy là để cho Phong Tiên xem, sợ nàng không đủ lòng tin, tới lúc đó sẽ chịu thiệt. Trong trận chiến sinh tử, niềm tin là thứ vô cùng quan trọng. Ở nơi tối tăm, mặc dù Phong Tiên không nhìn thấy sắc mặt của Dương Bách Xuyên, nhưng lại có thể nghe ra sự tự tin từ giọng nói của hắn. Thật ra tâm trạng dù tốt hay xấu đều có thể ảnh hưởng, lúc này Phong Tiên đã bị sự tự tin của Dương Bách Xuyên ảnh hưởng, tâm trạng cũng dần được bình tĩnh lại. Một lúc sau, Phong Tiên đột nhiên bật cười rồi nói, được, nghe theo đệ chỉ huy, chúng ta cùng nhau đi tìm nó, để Vân đệ đệ phải chê cười rồi, tỷ tỷ đường đường là yêu tiên, không ngờ tới thời điểm quan trọng lại bị làm cho rối bời, đáng ra phải. Ha ha, đây mới là cửu nhi tỷ tỷ chứ. Dương Bách Xuyên cười lớn, sự thật là hắn biết chuyện gì đã xảy ra. Đạo tâm vô hình vô dạng nhưng lại có ở khắp mọi nơi, trường hợp của Phong Tiên là do suy nghĩ ngay từ đầu của nàng, có thể là ấn tượng với cửu vĩ thiên đế và tam đại hộ pháp thủy thần quá sâu, dẫn tới bị ám ảnh mà không hề hay biết, vậy nên ở một hoàn cảnh tối tăm như điện thủy thần hôm nay, đạo tâm loạn là chuyện rất bình thường. Nhưng cũng may bây giờ Phong Tiên đã khôi phục lại trạng thái. Dù việc tiếp theo có khó khăn hay không thì vẫn có thể có một khởi đầu tốt đẹp. Khi Dương Bách Xuyên và Phong Tiên đang nói chuyện với nhau, bên trong đại điện tối tăm và trống trải, giọng nói của thủy thần hay nói đúng hơn là hậu duệ của thủy thần lại vang lên một cách thiếu kiên nhẫn. Tiểu tử ngươi khẩu khí cũng lớn thật, bản thân cũng muốn xem thử, ngươi làm thế nào để đối phó với bản thân, trước tiên ngươi phải tìm thấy ta mới được, tiếp theo ta sẽ cho ngươi món khai vị nếm thử, cạc cạc cạc. Giọng nói của kẻ tự xưng là thủy thần vang lên đầy đắc ý, vẫn đến từ mọi phương hướng, không thể phân biệt được nó ở đâu. Khi giọng nói im bặt, cả đại điện đột nhiên rung chuyển. Ngay sau đó, thân hình của mấy người Dương Bách Xuyên đều thoáng cái biến mất, chưa kịp phản ứng đã phát hiện mình đang ở trong nước. Lúc này, đại điện thực sự biến thành một thế giới nước tĩnh lặng. Nhưng nước không sâu lắm, có thể chỉ khoảng nửa mét, ở trên đầu gối. Phản ứng đầu tiên của Dương Bách Xuyên là cảm thấy buồn cười, hắn cười phá lên, này cái người nào đó, lẽ nào ngươi muốn dùng nước để nhấn chìm bọn ta sao? Chuyện này cũng quá buồn cười rồi thì phải. Nói thì nói như vậy nhưng thật ra trong lòng Dương Bách Xuyên lại rất cảnh giác, trong hoàn cảnh như vậy, thủy thần triệu hoán nước, hơn nữa còn khiến bọn họ rơi xuống nước mà không có cảm giác nào, đây không phải là bản lĩnh mà người bình thường có thể làm được. Còn có một điểm là, đường đường là hộ pháp thủy thần của cửu vĩ thiên đế sao có thể đơn thuần dùng nước để đối phó với bọn họ. Dương Bách Xuyên ngoài miệng thì kiên cường nhưng bên trong lại ngập tràn cảnh giác. Anh đang cảm nhận những thay đổi xung quanh mình nhưng không tìm thấy điều gì khác biệt. Cạc cạc cạc, tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng bản tôn chỉ có chút mánh khóe này hay sao? Nếu như ngươi quả thật nghĩ như vậy thì đúng là chẳng có ý nghĩa, các ngươi cũng chỉ có một con đường chết, ha ha. Thủy thần giống như là một người quy định trò chơi, giọng cười đầy ý chơi đùa vang lên. Dương Bách Xuyên vẫn luôn cố gắng tìm kiếm chân thân của thủy thần, thế nên hắn không hề di chuyển, chỉ muốn tiếp tục nói chuyện với thủy thần. Hắn truyền âm cho Tiểu Phượng Hoàng và Phong Tiên, bảo bọn họ tìm kiếm vị trí của thủy thần. Thủy thần cái chó má gì, nếu ngươi đúng là thần hộ pháp của cửu vĩ thiên đế, vậy thì quang minh chính đại đánh một trận, lén lút giả ma giả quỷ cái gì, chó má. Dương Bách Xuyên mắng về nơi tối tăm không có ánh sáng. Lúc này, giọng nói đắc ý của thủy thần vang lên, ha ha, tiểu tử, ngươi muốn dùng kế khích tướng. Trở về tu luyện thêm một vạn năm nữa. Không gian nước tĩnh lặng này là thần thông độc quyền của bản thân, giở cho quỷ sau lưng là thú vui của ta, nhưng mà ngươi đã bất kính với bản thân, nếu ta không biểu hiện chút năng lực thì chẳng phải là có lỗi với ngươi hay sao? Dứt lời, trong bóng tối vang lên tiếng xé gió. Chuẩn bị phòng ngự. Vẻ mặt Dương Bách Xuyên lập tức thay đổi. Bởi vì hắn bỗng nhiên phát hiện hai chân ở trong nước giống như là bị đổ bê tông, cắm sâu vào bên trong, cho dù hắn dùng bao nhiêu pháp lực thì đều không thể cử động. Nước có vấn đề. Phong Tiên lên tiếng, nhưng Dương Bách Xuyên nghe nàng nói như vậy thì lại rất bình tĩnh. Ba người đều bị nước khóa lại. Cạc 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 cạc. Từng tiếng xé gió từ mọi phía. Ngọn lửa khắp người Tiểu Phượng Hoàng bay vọt lên, lập tức tản ra bao trùm lấy ba người ở bên trong. Dương Bách Xuyên dùng bộ đồ bảy màu, ánh sáng rực rỡ chiếu rọi trong bóng tối. Ngọn lửa của Tiểu Phượng Hoàng vừa bùng lên đã rọi sáng bán kính trăm mét.
mọi người đều có thể nhìn rõ thứ gì đang đột kích. Từng cây nhũ băng đang lao tới. Không cần hỏi cũng biết, đương nhiên là thủy thần giở trò. Ầm ầm ầm, từng cây băng nhũ lao vào hỏa diễm phượng hoàng, rất nhanh đã bị ngọn lửa làm cho bốc hơi. Lúc này, Dương Bách Xuyên và Phong Tiên liếc nhìn nhau, cả hai đều thấy được vẻ nhẹ nhõm từ trong ánh mắt của đối phương. Nếu như ngọn lửa của tiểu Phượng Hoàng có thể hóa giải được những cột băng nhũ này, vậy cũng chứng minh, bọn họ sẽ giải quyết được công kích của thủy thần, thậm chí còn giết được nó. Dương Bách Xuyên thầm nghĩ, quả nhiên như lão đầu nói, thủy thần này là con hàng cố làm ra vẻ thần bí, nó là hậu duệ, hơn nữa còn không biết là con cháu sau bao nhiêu đời của thủy thần, không có gì đáng sợ. San Hồng, đun nước lên đi, Dương Bách Xuyên hô lên với tiểu Phượng Hoàng. Lửa khắc nước nên chắc ba người họ sẽ có thể cử động. Đại ca, đã rõ. Tiểu Phượng Hoàng đồng ý rồi bắt đầu phóng lửa ra xung quanh. Ngay sau đó, tiểu Phượng Hoàng mang theo ngọn lửa tím tới quanh ba người bọn họ, bắt đầu đốt cháy. Một lúc sau, lượng lớn sương mù bay lên bầu trời. Dương Bách Xuyên vui mừng, quả nhiên có tác dụng, hắn có thể cảm nhận được nơi mình đang đứng đã lỏng hơn. Lúc này, Dương Bách Xuyên bắt đầu vận công. Chân khí cường đại dồn xuống hai chân. Ầm, tiếng vang như tảng đá lớn rơi xuống nước, ngay sau đó hắn cố gắng dùng sức, một chân đã có thể cử động. Bên tai vang lên tiếng thứ hai, thứ ba, Phong Tiên và Tiểu Phượng Hoàng cũng lấy lại được tự do. Sức mạnh của ngọn lửa Phượng Hoàng nằm ngoài sức tưởng tượng của Dương Bách Xuyên. Cái gì mà thế giới nước tĩnh lặng của thủy thần đã sụp đổ? Giọng Tiểu Phượng Hoàng lại vang lên, đại ca, muội cảm nhận được nó rồi. Ở rìa phía đông nam. Dứt lời, Tiểu Phượng Hoàng phóng một ngọn lửa về phía đông nam. Dương Bách Xuyên nhìn thấy hai mắt của Tiểu Phượng Hoàng biến thành màu tím, lóe lên vầng sáng màu tím nhàn nhạt. Hắn biết Tiểu Phượng Hoàng đã dùng tử đồng chi nhãn của nàng, đây là một loại truyền thừa thiên phú thần thông thuộc về Phượng Hoàng, cũng giống như lửa Phượng Hoàng, nên sức mạnh của nó không cần phải nói. Khi Tiểu Phượng Hoàng lên tiếng, Dương Bách Xuyên nhìn theo hướng ngọn lửa. Quả nhiên trong góc phía đông nam đại điện có một con dị thú kỳ quái. Giống hệt như miêu tả của Phong Tiên lúc trước. Thứ hắn nhìn thấy là một con quái vật kỳ lạ cao khoảng 20 thước, thân hổ, 8 chân, 8 đuôi, 8 đầu, toàn thân toàn màu xanh nhạt ẩn trong bóng tối, lông rất dài. Hậu duệ thủy thần. Lão đầu đã nói là hậu duệ, vậy chắc chắn không sai được. Lúc này, Dương Bách Xuyên híp mắt lại rồi hô lớn, đi lên giết chết nó, bà nội nó. Giả thần giả quỷ, đúng là đáng giận. Vừa nói, thanh kiếm đồ long trong tay sáng lên, bỗng nhiên bay đi như một thanh kiếm sắc nhọn. Lúc này, Phong Tiên và Tiểu Phượng Hoàng cũng động thủ. Trồn Nhi ngồi xổm trên vai Dương Bách Xuyên, bộ lông dựng ngược, biến thân. Lúc này, dị thú thủy thần đang trốn ở góc đông nam có chút kinh ngạc, hắn không ngờ nhanh như vậy đã bị ba tên tiểu tử này phát hiện. Nhưng con hàng này không hề quan tâm, đôi mắt xanh đen lóe lên tia sáng nhàn nhạt. Dương Bách Xuyên dùng toàn lực chém kiếm đồ long tới. Giết! Chiếp! Tiểu Phượng Hoàng thét dài một tiếng, miệng phun ra một ngọn lửa màu tím, nhìn chỉ nhỏ như đầu ngón tay nhưng lại đậm hơn. Có lẽ cũng không hề yếu. Lúc này, toàn thân Phong Tiên tràn ngập ánh sáng, biến thành bản thể, một con ong mật chín cánh, cửu xí phong châm đen nhánh khiến người ta chỉ cần nhìn vào cũng thấy sợ. Trồn Nhi kêu lên rồi nhảy từ vai Dương Bách Xuyên xuống, hóa thành một tia sáng màu bạc. Phóng to cơ thể theo sát kiếm khí của Dương Bách Xuyên. Giờ khắc này cả bốn người bọn họ đều xuất chiêu. Kiếm của Dương Bách Xuyên chém tới, hậu duệ thủy thần hừ lạnh một tiếng, cả tám cái đuôi phía sau con hàng này đều bắt đầu chuyển động. Trong không gian tối tăm và tĩnh lặng, tám cái đuôi của hậu duệ thủy thần bộc phát ánh sáng xanh chói lóa, đối đầu với kiếm khí của Dương Bách Xuyên. Ầm ầm. Sau tiếng nổ vang, kiếm khí của Dương Bách Xuyên tiêu tan. Điều này khiến Dương Bách Xuyên giật mình, kiếm khí hắn dùng toàn lực chém đi có uy lực như thế nào, bản thân hắn hiểu rất rõ, cho dù là loại cao thủ như thần Phượng bà thì cũng phải tránh ba mũi nhọn sắc bén. Nhưng con hàng hậu duệ thủy thần này, không ngờ chỉ dùng tám cái đuôi đã đánh tan một kiếm của hắn. Nhìn còn có vẻ rất nhẹ nhàng. Thực lực như vậy, sao Dương Bách Xuyên không kinh hãi cho được? Nhưng lúc này, ngọn lửa của Phượng Hoàng cũng đã tới trước người hậu duệ thủy thần. Ngọn lửa màu tím dài chừng 3 mét, nhỏ như đầu ngón tay, chiếu sáng hơn nửa không gian. Lúc này, hậu duệ thủy thần cảm nhận được uy lực cường đại của lửa Phượng Hoàng, nó không dám khinh thường, 8 cái đầu, 8 cái đuôi cùng lúc ra trận.
Dương Bách Xuyên nhìn thấy 8 cái đầu của hậu duệ thủy thần đang tỏa ra ánh sáng xanh cường đại mang theo yêu khí ngút trời, 8 cái đuôi cũng giống vậy, sức mạnh yêu khí màu lam cường đại dị thường. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 143.